Nam mô A Di Đà Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ca Mâu Ni Phật. Giờ mời đại chúng chúng ta ngồi xuống. Chùa mình bữa đó lễ tặng bông sen rất là nhiều, mà mỗi cái đèn bông sen nó có cái pin, nên về nhà mà tháo pin ra ghim điện xuyên suốt thì không, chứ nếu không nó chảy pin á. Cần lúc nào mà cúp điện mình hãy để pin vô, chứ nếu mà để pin trong đó mà ghim điện là pin nó chảy á, nó chảy là hư đèn luôn. Ủa à, đó là thông báo cho quý vị biết. Tặng đồ mà còn sợ hư. Hôm nay chúng ta có bài chia sẻ, đó là câu chuyện quá đặc biệt. A Di Đà Phật. Câu chuyện đặc biệt là câu chuyện hồi sáng mới đưa bà cụ lên đài Quả Tát. Bởi vì mình phải tin Phật Bồ Tát á, mình niệm Phật có Phật sắp xếp. Cụ cũng nghe nhà thuyết giảng rồi biết chùa mình nhà siêng niệm Phật. Đi lại đây dự lễ Phật đản xong yếu xong mà đưa phòng hộ niệm, có con gái đều đến hộ niệm cho cụ 63 tuổi. Xong mà cụ ra đi, niệm thêm gần 20 tiếng hộ, rồi bữa nay đưa lên đài Quả Tán. Những đức đứng ở làm đám của đàng hoàng. Ngày nay thứ bảy cộng tu, Phật tử rất là đông. Thấy rõ ràng không? Cái nhân duyên mà mình trồng có mắc đâu không? Đó, duyên phước mình tạo sao thì hưởng gì? Mình nhìn thấy người ta ở đâu ngoài đời vô đây tự nhiên được gì? Nhưng mình phải biết rằng người ta có tu tập. Tu tập. Rồi có khi những người ở trong chùa mà mình lại không biết chấp hành quy củ, rồi không lo siêng năng niệm Phật, không biết nghe lời, không biết cảm ơn. Khi hết duyên phước rồi thì tới ngày mình sắp mắc cái tự nhiên nó khiến mình đi ra ngoài. Còn người ta mà dù ở xa nhưng người ta biết nghe lời, biết tu, biết niệm Phật, siêng năng được. Gia đình có ngôi tam bảo, siêng tu, cuộc đời mình có Phật sắp xếp hết trơn. Chúng hết. Chứ đừng có lo chuyện quê hương của mình ở xa ban hộ niệm, không có ban hộ niệm, không gần chùa chiền, lo sợ khỏi. Vì cứ cố gắng ở đâu siêng tu ở đó. Bây giờ mình nghe đạo rồi, đối với chữ hiếu với cha mẹ quan trọng, rất là quan trọng. Quý vị nhớ, một con người mà có tâm hiếu đạo thì mới có sư đạo. Câu này rõ ràng, Phật nói đạo Phật là đạo hiếu, hiếu đạo. Tâm Phật là tâm hiếu, nên nó lót từ cái chữ hiếu, hiếu đạo mới có sư đạo. Trước sau mới rõ ràng. Nên mình ở ngoài đời bận và cỡ nào bận, nhưng cố gắng dành thời gian với cha mẹ là quan trọng. Nên có những người mình không khéo đi chùa suốt luôn, nhưng mà quên ơn cha mẹ. Đi đến chùa nhiều nhưng mà lại không thương cha mẹ. Rồi thích làm việc thiện, việc phước mà không lại, thì không cúng dường cho cha mẹ.
Bữa đó Nhân Đức chia sẻ một đoạn ngắn về câu chuyện mà cái cô kia mà thấy không sanh con ra mà bây giờ phải mong cho con được tốt, lễ Phật mà còn mướn con, lễ Phật mà còn phải mướn nữa. Nên mướn thời gian xong nó nói sao giờ này mẹ chưa đi tu, ủa nay sao mày tinh tấn dữ vậy, nói con tinh tấn mới được 100 ngàn. Nghe không? À, cô này cũng có nghĩ cũng hay ấy. Cái này thì tiền sau này cũng để cho nó đó thầy ơi, nhưng mà nó không biết tu hành gì, không biết niệm Phật gì hết. Con biết niệm Phật là tốt, con nghĩ rằng bây giờ nó niệm Phật viết từ từ nó cũng có sự chuyển hóa. Kệ, đem đồng tiền của nó mướn lại nó. Nếu cái này bị hiểu rồi, quý vị giác mướn người ta hết chân. Tại vì phước của họ, phước của họ mà đi lấy của họ để mà bắt họ tu. Con hay ghê vậy, thấy chưa? Thật sự con người nếu không có cái phước đó không có hưởng được. Mà ngộ khi mà người ta niệm Phật lễ Phật là cái phước ta sanh, nếu người ta không có phước là lúc ta niệm Phật lễ Phật là người ta sanh cái phước, người ta hưởng được cái đó đấy. Hưởng được. Nên niệm Phật lễ Phật nó sanh phước, sanh duyên sanh phước ra. Nó sanh duyên sanh phước ra hưởng được. Cái công đức niệm Phật lớn lắm, phải tin. Phải tin. Nên mình đem pháp môn tịnh độ này mình dùng đa dạng phương tiện để giúp cho người ta niệm Phật. Trong thời cuộc này mình thấy niệm Phật là tiện nhất, dễ nhất, đương đích mình áp dụng cũng được cho nó thuộc. Đó nên là nghe nói qua tuần này là nghỉ hè thì Nhân Đức cũng sắp xếp cho các cháu hết rồi đó. Mấy thằng trai thì cứ qua Bảo Tháp. Qua Bảo Tháp bên đó thì Nhân Đức sắp đặt cho Nhân Thịnh, Nhân Đại với thêm 3 chú nữa. Rồi mỗi ngày tu 3 thờ. Thờ tu ít lắm, thờ 2 tiếng. Nên còn buổi sáng thì nghỉ. Sáng nghỉ. Nhỏ con Nhung đồ vô tu 2 tiếng. Các bạn nam ta làm được, mình làm được, sợ gì đâu. Nên tu ít lắm, thời gian rất là ít. Nói chuyện chút rồi vô từ khóa tu gom lại chừng 40 phút. Cái đứa nhỏ niệm Phật 10 phút, lễ Phật nửa tiếng. Nói chuyện đâu 10 mấy phút. Rồi xong cái thời khóa tu. Vậy đó nghe mà trong mùa hè vậy đó mà người ta cũng được lợi ích đó. À, nên năm nay Nhân Đức đưa lên mô hình vô một cái là Nhân Đức có sự sắp xếp hết rồi. Vô một cái là có sự sắp xếp. Sắp xếp làm sao đừng có nói. Nói nó nghe. Nó tính toán ghê, cái nhỏ tính. Nó sắp xếp mấy ảnh cũng đâu đó đàng hoàng. Nên là mong mà thôi kệ đi. Không lẽ nhận gái mà không nhận trai. Mấy tôi còn nghiệp mấy thằng trai. Có khi anh chị em người thân của nó đi cả nhà mà lọt mình nó không được nhận, cả nhà dính lại không đi được luôn. Nên ngoài Bắc đồ, miền ngoài đồ, người ta cũng dẫn con cháu ở đây đông. Năm nào mấy thằng trai gái cũng vô đây đông. Mà tuyệt đối là con gái phải qua bên kia, con trai bên đây. Chứ không có đứa con gái nào mà nói là con thích ở đây. Phải nói nó rõ ràng. Tại vì con gái theo con gái chứ, gái theo gái, trai theo trai chứ sao mà bên trai mà gái đồ ở bên đây được, thấy không? Để nó ở bên đây là làm phiền cái thằng trai cũng khó, nó cũng quậy mà nó không nghe, thấy không? Nên từ nơi đó mà gieo cái thiện duyên cho con mình. Nhưng Đức nói không có một cái tài sản nào lớn bằng mà để Phật pháp cho con mình. Nghĩa là để Phật pháp cho con đó, là món tài sản lớn nhất.
Của cái vật chất để lại cho nhiều mà con hư thì cũng bằng không. Bằng không. Nên muốn dạy con mình là chính cái hành động mình thương cha mẹ mình. Như Đức nói hoài, hành động mình thương cha mẹ mình, con nó nhìn thấy. Nhìn thấy mình thương cha mẹ, thương bên nội bên ngoại. Bởi vì mỗi lần mình qua bên nội bên ngoại mà của con á, là cha mẹ mình, bản thân mình cũng phải diễn một chút. Diễn là hiếu kính với cha mẹ, con đứng nhìn thấy. Hiếu kính với cha mẹ, con cũng quỳ theo. Nó bị ấn tượng rồi sau này nó đối xử với mình vậy đó. Nó làm với mình vậy đó. Mà con của mình nó làm với mình vậy thì nó mới có đạo đức. Mà có đạo đức thì mới có phước. Mà có phước thì nó mới hưởng được chứ. Đó. Nên á, mình niệm Phật vãng sanh, nhưng mà mình cũng không đá đổ thế gian pháp được. Tại cái cuộc sống của gia đình, cuộc sống của đoàn thể, xã hội, chúng ta phải đi vào cho nó thấy phù hợp. Nên ngày mai là Chủ nhật, nhưng mà cũng ngay cái ngày sinh của bác, nên mình tổ chức cộng tu Chủ nhật thì thường là Chủ nhật cộng tu bình thường rồi. Nhưng mà năm nay lại ngay ngày sinh của bác, nên mình tưởng nhớ đến ngày sinh của bác, quý vị. Mà hình như mỗi năm tới ngày sinh của bác người ta cũng tổ chức được dữ lắm, đúng không? Nên từ nơi đó mình tuy trong chùa, nhưng mà thật sự mà nói, nếu mà không nhờ có bác đồ này kia rồi thì chúng ta có khi có được bình yên như ngày hôm nay không? Nên ví dụ giống như mình hôm nay mình học Phật, mình cảm ơn Phật, nên bây giờ tới cái mùa Phật đản là ngày sinh của Phật, chúng ta tổ chức cái chương trình tưởng nhớ Phật rất là hoành tráng đấy chứ. Nên đúng ra mỗi một con người dù là tín ngưỡng về đạo nào, nhưng mà nói về đất nước là cái ơn đất nước, thì đúng là mỗi năm mà ngày sinh của bác thì nên nhớ đến ngày sinh của bác. Mà nhớ đến ngày sinh của bác là cái đại diện cho nhớ ơn tổ quốc. Đại diện, bác đại diện cho tổ quốc. Nên mình nhớ ngày sinh của bác là mình biết ơn tổ quốc. Biết ơn tổ quốc. Nên nếu mà không có tổ quốc mình không có ngồi để bình yên. Mà đã không ngồi để bình yên được thì sao chúng ta tu? Bây giờ ví dụ mình đang ngồi tu, người ta chạy vô, người ta vượt mình, không ai giải quyết hết trơn, sao mình ngồi tu được? Thật sự mình nói, nếu mà không an, không yên để mình tu, vì đang ngồi đây nghe pháp, bị nhìn giáo giác, coi có ai vượt mình không để mình chạy. Mấy bà nói niệm Phật vãng sanh chứ mấy bà nhát lắm. Nhát hết ta. Nên từ nữa đó mà ta phải nói niệm Phật vãng sanh là gan gì đâu, nhát lắm. Nên từ nữa đó mà nhờ có cái lực lượng nhà nước đồ ta bảo vệ, mình phải ngồi để mình tu yên tâm. Cái gì cũng còn pháp luật. Còn đối với làm ác thì có nhân quả, còn thế gian pháp thì có pháp luật để giải quyết vấn đề. Chứ nếu mà nói cái gì cũng tha thứ vì những con người mà chừng nào đến với nó đến, rồi nó cũng làm mình te tua, sao mình sống nổi đây? Chừng nào nhân quả đến với nó thì mình cũng te tua cái hiện đời. Nên cũng nhờ có những người người ta dùng thế gian pháp để người ta giúp đỡ cho mình được bình yên gì. Nên từ nơi đó mà chúng ta nhớ ơn tổ quốc, cảm ơn đất nước là quá đúng. Quá đúng. Thì có cái bài thơ mà nhớ bác cũng hay lắm nha. Mà đêm đó bác không ngủ á, thơ đó nhiều người biết phải không? Thơ cũng hay á nha. Nên từ đó là mai để Như Đức cho cái chú ở trong chùa ông đọc. Tại vì mình nhớ bác mà, tưởng nhớ ngày sinh nhật của bác thì ý nghĩa quý vị. Nên là thật sự mà nói quý vị biết rằng là Việt Nam chúng ta có Bác Hồ, là Bác Hồ muôn năm là cái điều cũng đặc sắc. Chứ mình thống kê toàn thế giới ít có mà một vị lãnh tụ nào khi mất xong mà tới bây giờ vẫn còn cái hình tướng của ngài nằm đó, đâu có đâu quý vị. Dù đất nước chúng ta cũng phải giàu gì hơn đất nước nước ngoài, nhưng mà cái tâm biết ơn đối với bác nó quá cao độ, quá sâu sắc.
Đúng không? Quý vị coi mà cái thời cuộc đó mà Ngài đi tìm đường cứu nước đâu có đơn giản quý vị. Nghĩ trong cái thời cuộc mà nhân dân đang nghèo khổ, đất nước đang lạc hậu, người ta thấy mình yếu quá, người ta xâm chiếm. Vậy mà Ngài đứng lên được là không phải đơn giản. Nên mà nói là Phật Bồ Tát thì hiện nhiều hình tướng để mà giúp người, không phải đơn giản nghe quý vị. Chứ không phải là thì hiện làm tăng, làm cư sĩ không đâu, phải thể hiện người tu không đâu. Mà thời cuộc nào thì Phật Bồ Tát thì hiện theo thời cuộc nấy. Dù như thời cuộc chiến tranh thì Phật Bồ Tát thì hiện làm tướng hay làm người lãnh tụ, đến chi cái tâm vì người mà giúp chúng sanh phù hợp mà biết bị nó. Nên cái tâm biết ơn nó quan trọng dữ lắm. Nên mỗi một con người chúng ta sống trong cái thời cuộc này, mình càng học Phật mình càng nhìn nhận quý vị ơi. Nếu mà sống trong thời cuộc này mà mình lao theo cái việc hơn thua đấu đá thì không biết chừng nào dừng được. Nó không biết đủ đâu quý vị ơi. Làm giết thấy mệt lắm. Tại vì sao gì? Nó cuối cùng nó không biết đi về đâu. Chúng ta giống bị lạc lối. Nên trong cái sự hơn thua đấu đá chăm chích nhau, nó cũng giúp cho mình giác ngộ. Vì mình thấy ngao ngán chứ không gì. Nó ngao ngán thì quý vị, nó không có thoát mà nó làm cho mình nặng nề cái tâm. Nên từ nơi đó mình học Phật, mình nhìn thấu được, mình giác ngộ, mình nhìn được lẽ vô thường, mình buông xuống. Tự nhiên con người mình giết nó an lạc, nó tự tại, nó nhẹ nhàng cái tâm. Chứ nếu như mà bản thân của mình mà học Phật mà cũng lao theo đấu đá nhau thì mệt lắm. Thật sự rất là mệt, phiền não lắm. Không có sự an lạc đâu. Giống như những đức bây giờ mà mỗi ngày mà không vui, không biết làm sao mà giúp cho các cụ vui. Để bước lên là la gầy không sao chịu nổi. Mình thấy một gia đình nho nhỏ thôi mà nếu mà thiếu tiền thôi nó cũng dễ sân si buổi sáng. Con lỡ nó xin mẹ ơi cho tiền con đi học. Tiền, tiền của ai? Ba mày nãy tiền, bây giờ mày tiền, đem tao đi bán đi. Cũng có những người nói con gì đó quý vị, đem tao đi bán đi. Nó ba này bất kỳ cục, nó xin tiền nó đi học mà tự nhiên cũng la, thấy chưa? Nó làm cho gia đình thấy xào xáo, thấy chưa? Nó nên quy về cái chỗ là cái tâm mình nó có an lạc hay không, cái tâm mình nó có vui không. Cái tâm vui thì cái gì nó cũng tha thứ được, còn cái tâm mà nó không vui rồi cái gì bị tha thứ cũng không được. Mà muốn cái tâm vui thì phải nhớ Phật, niệm Phật. Cái này là cái gốc quan trọng, nhớ không? Thấy vị thấy mà chia sẻ Phật pháp mà hiu hiu thôi là nhìn xuống thấy bả hiu hiu liêm nhiên kinh khủng chưa. Bởi vì nói, bởi vì cái lượng người mà ngồi trực tiếp mà nghe như Đức giảng là cái lượng người nó quá đông quý vị. Nghe được mà lỡ đây nghe được là không đơn giản. Nói thí dụ như trên mạng người ta giảng đồ mà coi đông giỏi lắm, ta bấm bấm coi mới coi hết bài không, nó coi ba chớp ba nháy rồi xong nhìn cái like vậy thôi. Chứ ngoài ra thì cái ngồi ở đây này nó quan trọng nè. Bài pháp là nghe hết cả bài. Mà nếu như mà không có phương tiện mà vui vẻ thì sao ngồi? Nhân Đức nói nhẹ nhẹ thôi đó quý vị thấy không? Là Nhân Đức nhìn xuống là Nhân Đức thấy rồi đó. Thấy bơ bơ à, bơ bơ đó quý vị. Nó thấy chưa? Thấy căn tính mình chưa quý vị? Bởi vì mà nói Nhân Đức nhìn ra được, nhìn ra được. Nhìn thì thấy cách giảng giống như mình hào hứng rồi nhìn nó thấy là sao? Thấy nó không giống cái người gì giảng đạo. Nhưng mà người ta với người ta lại không có ngủ kìa. Thức người ta cười người ta nghe kìa. Là quan trọng ở chỗ đó đó. Còn mình nhẹ 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 nhưng mà người ta lại ngủ. Mà giờ người ta mà đến ngủ vài lần thôi là người ta nghĩ đến quý vị ơi. Vì ngủ là nó đâu có muốn nghe. Rồi làm sao mà đi lỡ đây làm chi? Cái kiểu thà nó đi ngủ. Chứ ngoài ra mà nó buồn ngủ mà nó không được ngủ nó khổ lắm quý vị ơi. Thật sự mà nói thà quý vị đi ăn với đói bụng mà không được ăn nó không đơn giản đâu quý vị. Cái đói nó ghê lắm. Và cái buồn ngủ mà không ngủ nó ghê lắm. Nó không nói thiệt chứ có một chút xíu rồi thấy 10 phút nhẹ nhẹ nói nó. Nhẹ nhẹ thôi mà Như Đức nhìn ngay ở đây nè.
ngay ở đây mà đã có rồi. Mấy bà gì nè, là rõ ràng luôn đó quý vị, thấy chưa? Bởi vì bà giảng những đức mà háo hức gần 2 tiếng đồng hồ không đơn giản, nên từ nó thường người ta giảng 1 tiếng, giảng 2 tiếng đồng hồ mà người ta phấn chấn ngồi nghe ở cái chương trình Phật Đản mà bữa đó. Cái bữa hát á, cái buổi hát á quý vị, cái thời gian ngồi không tưởng tượng được. Mà bữa đó là Nhật Đức tính rồi đó nghe, tính là phải 12 giờ xong đó, Nhật Đức mới tính ra cái giảng đó đó. Chứ gặp mà Nhật Đức giảng tới 10 giờ thì quý vị tới 2 giờ chiều. Nhật Đức ngồi mà, Nhật Đức cũng rim hết mấy ngày. Ngồi quý vị biết rằng cái ghế này dựa được nè, bữa đó cái ghế bên kia không có dựa được, nó cách bao nhiêu, nó bự ra nó cách bao nhiêu. Cuối cùng ngồi bao nhiêu tiếng ngồi, ngồi gì hoài luôn. Quý vị ở dưới thì quý vị còn, còn trên đây thì gì nè, gì hoài luôn, gì hoài luôn, 5 tiếng, 4 tiếng rưỡi, 5 tiếng ngồi. Không đơn giản quý vị ơi. Ừ, xong về nó chân cẳng mình mẩy nó mỏi, nó rim luôn, nó mỏi luôn quý vị. Rồi xong rồi bữa đó tắt, muốn tắt tiếng mấy bữa, bị nắng muốn tắt tiếng mấy bữa luôn. Biết sao nó, ủa trong bụng nó, ủa đó tới giờ đâu có giờ mình chia sẻ Phật pháp mà nó tắt tiếng lạ kỳ bằng cách cái kiểu này ta, mà nó muốn bị tắt tiếng và muốn bị sốt, nó nóng, thấy chưa? Nên từ nơi đó mà sau này Nhật Đức nói Kim Tho thôi, tới Diếu Quan Âm này chọn 10 ca sĩ. Rồi Kim Tho nói kỳ này chọn một buổi 10 ca sĩ là được rồi. Bữa đó là bớt gánh năm, Phật cũng gia hộ. Bớt năm, chứ nếu mà không bớt năm là 20. 20 là thêm tiếng nữa quý vị, là 1 giờ. Rồi không? Còn nếu như mà giảng tới 10 giờ thì tới 3 giờ. Tới 3 giờ chiều. Xong rồi hướng cúng với thực luôn. Hương Linh mà ngồi đợi mình chắc cũng quá. Đây đợi cúng với thực từ sáng đợi cho tới. Tới 3 giờ chiều Hương Linh nó nói cái pháp hội gì đâu mà lâu thế ghê. Kinh không? Nó bởi vì cái gì mình làm việc cho Phật Bồ Tát cũng có Phật Bồ Tát gia hộ. Còn quý vị thấy cái buổi chiều đó, nghe nói thành phố Đồng Nai mưa lắm, với gần gần ở đây mưa nhiều, riêng đây không mưa. Thấy không? Vì thấy cái pháp hội mà cái nơi mà nếu mà có lễ vật đồ, vì thấy không đơn giản. Với mình tán thán cái pháp tu cho người ta tu giải thoát quý vị, hình như có Phật Bồ Tát cảm ứng gia hộ. Chuyện gì đâu mà đứng gió mà chuyển đen kịch. Những đức đúng ngày 6:15 mới qua, 6:15 qua để cho khăn với bông sen tặng cho hết đi, 6:15 mới qua. Vì mà những đức thấy cái tình hình sắp sửa mưa để chạy qua liền, có gì mình cũng ngồi yên chỗ đó. Còn nếu mà mưa rồi mình qua thì còn ý nghĩa gì, mà không có mình ở đó mà mưa cái họ chạy, mà không có ông thầy đó họ chạy liền quý vị, mà chừng vài ba người chạy là nó chạy theo. Con người mình nó ưa làm theo lắm quý vị ơi. Ví dụ như đi vào giảng sanh vậy đó, mà thử đi 50-70 người mà đang đi bằng đêm, tự nhiên chỉ cần có 3 đứa 5 đứa này nó nói ma, nó chạy bạch, mấy chục đứa kia chạy theo đó quý vị. Lúc đó nó càng quét ông thầy. Bằng đêm mà quý vị, bằng đêm mà nó đâu có biết ai đâu, nó chỉ tránh ma thôi, thì nó chạy nó đè ông thầy chết queo chứ sao bây giờ. Gặp bây giờ những đứa mập bụng bự nữa mà nó chạy nó lướt ngang mà nó đạp chết chứ không phải chuyện giỡn quý vị. Nên mà mình bây giờ mà mình mập mạp kiểu này, mà kiểu mà lễ lọc mà đông mà trời vẫn mưa, mà lỡ có
mưa hay gì mình cũng ngồi yên, mình không dám chạy bậy bạ. Chạy bậy bạ mấy bà chạy đạp chết, chúng có chuyện dẫn chờ đâu nghe. Mà chết đó kỳ lắm mấy vị ơi, thấy không? Thà chết niệm Phật vì được niệm Phật đưa tiễn đi được. Còn này cuối cùng người ta đưa lên là người ta nói là thầy bị Phật tử đạp chết. Mà mấy người ta thích thì người ta còn tội nghiệp, còn mấy người nó không thích nó vừa tội, vừa tội hô bỏ đạp. Cuối cùng mới đưa vỗ tay hô hạ đạp chết queo. Phải giỡn đó quý vị. Tại vì mỗi ngày có khi họ vui vỗ tay á, vỗ tay rồi la lối sụp hăng hoang lên. Nhưng mà khi mà họ hăng hoang quá, mình xài hết cái phước cái chỗ đó, cuối cùng chính họ đạp. Nhất là mấy cái bà mà hô hạ này, bà khi bà chạy là bà càng ghê. Tại vì mấy bạn kế mình nên là... Ông nói cho vị nghe nghe, cái con người ta đó quý vị, là cái mạng của họ họ tự lo dữ lắm. Nói thì nói vậy đó, nhưng đụng chuyện cái mạng tự lo dữ lắm biệt. Giống như ngày xưa mà cái cầu bên Campuchia vậy đó, mà nó sập nó mà chết là do người ta chạy vô á, rồi nó dính lại nhà. Con người nó dính vào nó chết, chứ đúng ra đâu nó nổi chết dữ vậy. Nhưng mà nó giảm, nó la, nó sợ. Khi cái gì nó sợ, bởi vì con người mà đụng chuyện gì bình tĩnh đi, ngồi yên đi, nó không có chết bao nhiêu người đâu. Nhưng mà có cái là mấy cái đứa nó nhét, nó chạy. Nó chạy bạch, mấy đứa kia nó chết bồ, nó chạy, tao chạy theo. Thì mấy cái tớp này chạy đi, tớp kia chạy theo. Nó chạy. Rồi cái tớp trước té, tớp sau đè. Tớp sau bị té, tớp trước, tớp sau đè. Nó cứ đè. Chết. Chết chứ không gì. Nên mình nghe đạo, mình gặp sự cố gì phải bình tĩnh. Bình tĩnh nó mới sanh trí tuệ quý vị. Vẫn đó bình tĩnh. Thấy không? Giống như mình đi đường mà mình bình tĩnh, mình cũng nhìn được đường. Còn mình đi đường mà mình không nhìn đường đàng hoàng, mình không bình tĩnh, mình lọt ổ gà quý vị. Lọt ổ gà chứ không dễ đâu. Cũng như kể một câu chuyện bà cụ mà bà hộ niệm đó, thấy chưa? Thấy kinh chưa? Chết gì mà chết kỳ cục. Như thế. Tự nhiên kêu hộ niệm bật người lên, nhủi đầu vô bức tường, té lộn mèo. Thấy câu chuyện ghê chưa? Nên từ nơi đó quý vị phải cẩn thận. Nhất là lúc ngủ mà ta la lên cháy nhà, mình ưa quản lắm. Cuối cùng chạy đâu không chạy, nhủi đầu vô đống lửa. Nên con người niệm Phật là con người trong mọi hoàn cảnh phải bình tĩnh. Trong mọi hoàn cảnh phải bình tĩnh nghe. Khi bình tĩnh thì giải quyết vấn đề rất là nhanh. Mà việc lớn đến quý vị là thành việc nhỏ, việc nhỏ đến quý vị thành biến mất luôn. Còn con người mà không bình tĩnh, việc nhỏ thành việc lớn. Mình là nghe đạo mình hiểu rồi. Bây giờ có khi mà gia đình, nhà kế bên, hai gia đình mà hai đứa con nít chơi chung quýnh lộn mà hai ông cha bay có quýnh luôn. Tại vì ông cha này bên đứa cháu, ông cha kia bên đứa cháu, hai người bay vô giọng nha, quýnh nhau kịch lấy cây đập nhau chết queo. Cái chuyện xảy ra từ hai đứa con nít. Nên con người mình nghe đạo rồi, cái chuyện con nít mình dàn xếp nó thành chuyện nhỏ xíu mất tiêu luôn. Nít với nít mà mình đi nhào ra, mình thành nít rồi. Nít thì nó mới chơi, nó mới đụng chạm. Còn người lớn thì phải hiểu biết. Nên mình nghe đạo, mình gặp những sự việc mà con cháu người thân mình phan nó dội vàng binh. Với con gái mình đồ mà đi có chồng mà nó gì nó nói bên chồng nó, phan nó nghe nó, chừng mình nghe mình bậy đó. Nó gì nó kể nó đúng không, trong khi nó cũng hô hà, nó cũng la lối sùm, nó cũng ác. Nên người ta mới quýnh nó. Vậy mà cuối cùng nó gì nó nói là chồng đánh đồ không. Mình nghe lời con mình, cuối cùng mình qua mình chửi xui gia, cuối cùng người lớn thì xảy ra vấn đề nó không đúng. Nên mình phải bình tĩnh, không có được dội vàng là thất bại. Thấy không? Dội vàng là thất bại. Nên cái người làm cha làm mẹ, người lớn có gì trước nhất la con mình tiếng, rồi xong mình tìm hiểu. Còn nếu mình không la nó một tiếng là dính bẫy, khi con mình nó thuốc mình chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe quý vị. Hết sức là cẩn thận.
Đa phần con người ta bị tình thương mà mù quáng, nên mình phải cẩn thận trong cái mù quáng của tình thương. Chứ nếu không là mình lọt hầm lọt hố á. Nó nghe đạo những điều này quý vị thấy nó gần gũi không? Những đức Di-sa Phật pháp á, là nhờ những đức kể chuyện quý vị. Mấy bà thích nghe kể chuyện đó. Thích nghe kể chuyện. Mà kể chuyện mình không biết trên trời dưới đất ở đâu, nhưng mà nó lại ngay chúng sanh, nó lại giải thích. Người ta thì thí dụ như người ta giảng kinh thì người ta đọc kinh, còn mình là chia sẻ Phật pháp, mình kể chuyện. Kể chuyện xác thực trong cuộc đời. Mà câu chuyện đó là cái câu chuyện có không có gì không biết, mà nó là của mình đó. Câu chuyện đó nó nằm tương lai mình đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó nên mỏi một người. Cái bà nhiều chuyện đó, bà thích nghe kể chuyện. Khi mà quý vị giảng pháp mà bị nỉ non mới nói bà ngủ chứ nghe, mà kể chuyện phải làm. Nhiều bà lắm, nhìn chú thấy cái mặt tội nghiệp lắm quý vị. Có nhiều bà mà ngồi dưới tóc, chú thấy ngồi đây giảng phải làm nè. Tội nghiệp ghê. Mà nhất là kể chuyện nha. Nó kể chuyện gì, mình kể chuyện cái kiểu thế giới cực lạc đồ đó quý vị. Mình kể thế giới cực lạc mà mình kể nó sống động á. Chứ đừng có kể thế giới cực lạc mà theo văn mấy bà buồn ngủ ngủ nữa. Mà kể thế giới cực lạc mà giống như mình ở thế giới cực lạc mình xuống đây vậy đó. Họ nghe cái này nè. Thế bà làm gì đó. Chúng sanh mà quý vị phải làm sao mà người ta mà tỉnh được nó tích. Kể mà hấp dẫn á quý vị. Kể chuyện mà phải thêm mắm thêm muối. Bây giờ nhà Đức hỏi quý vị nè, đồng hũ, ăn đi, đồng hũ đó, vị ngán không? Nhưng mà chiên ớt thì miếng xả, ngon, thấy chưa? Cũng là đồng hũ, đó. Rồi là làm này món kia này món kia cũng là đồng hũ, đó quý vị không? Đồ chay cũng là đồ chay, nhưng mà lại đồ chay này, đồ chay kia, đồ chay nọ, tại vì con người mình nó dễ ngán, nó dễ chán. Nên muốn cho họ ăn chay là phải có nhiều món chay để phương tiện cho họ ăn chay. Chứ nếu như mà ăn đồ hũ đi, nói, tao không ăn được. Gai nào cũng đồ hũ. Rồi tao phải làm bao nhiêu chuyện, tao lo bao nhiêu chuyện gia đình này, tao lo, tao khổ, tao cực. Mà tao bị nói này nói kia mà đồ hũ. Tao không ăn đồ hũ nữa đâu. Thấy không? Thấy mình khổ quá còn bị nói này nói kia quý vị. Cuối cùng đâu có thông tâm đâu, cuối cùng đâu có ăn đồ hũ. Bởi vì cái căn tính chúng sanh nên Đức Phật mà còn đưa 84,000 pháp môn. Thì chúng ta đúng ra món ăn cũng phải 84,000 món ăn. Để phù hợp vào cái tính tình của chúng sanh. Nó cũng là đồ hũ, cũng là đồ chay mà khi làm đủ chuyện hết. Thế bà ăn và nghiến ngấp vào đó công nhận. Đi lại chỗ hộ pháp gì đâu mà ăn chay nó ngon gì đâu mà ngon. Thấy không? Như hồi sáng quý vị thấy không? Cái món nhà Đức chiên này cho vị ăn thấy nó hấp dẫn chưa? Thì biết rằng xay nghe. Sườn xay. Bớp. Xong để cái này kia vô, chắc này chắc kia vô, bám chắc lại. Rồi xong cái nhắn cục tròn tròn, đập bẹp xuống. Chứ sao? Nắng cục tròn do này bị đập cái bẹp xuống, lấy tay nhẹ trên nhẹ. Nó thành miếng tròn do mà mình dẹp dẹp như Đức lấy tay như Đức đè quý vị. Đè nó dẹp dẹp và chiên lại. Được phải không? Quá hấp dẫn luôn. Nó. Cái món đó mà ăn với cải xào á, chưa đạt đâu. Phải là dĩa, dưa leo, cà chua, rau sóc kết hợp, thấy không? Đó, phải có nước chấm nghe. Tùy nước chấm, người ăn thích nước mắm, người ăn nước tương. Mà phải có nước chấm mới ngon. Thiếu nước chấm là không ngon. Nên quý vị để ý đi, ăn chay nhất định phải có nước tương hay nước mắm. Vì cái chấm nó rất quan trọng. Còn nếu như mà không có nước tương, nước chấm gì chứ là cái món đồ ăn bị vô vị, không ngon. Nó giống như niệm Phật cũng là niệm Phật, nhưng mà lại niệm Phật rồi lễ Phật. Rồi niệm chậm, rồi niệm nhanh. Quý vị thấy cái máy niệm Phật như Đức chưa? Bao nhiêu cái điệu niệm Phật. Vì mỗi người mỗi cái tính thích. Nên từ nơi đó mà cái thích điệu nào thì niệm điệu nấy. Nghe không? À, mình lên chánh điện thì mình cùng niệm với người ta vậy. Nhưng mà mình ra ngoài muốn niệm sao? Mình niệm cái chuyện của mình chứ. Miếng niệm Phật thì thôi. À, niệm chậm, niệm nhanh gì miễn mình thích niệm, mình niệm đó là được thì mình cứ niệm Phật.
đâu có bắt buộc mình được đâu. Đó, nên vị nó rất là tự tại. Nên quý vị biết rằng Như Đức chia sẻ Phật pháp là nhờ Như Đức kể chuyện nghe, kể nhiều chuyện lắm, tùm lum tùm la chuyện cái chuyện. Nói vậy quý vị thấy mà cái con dịch mà nó chui vô cái quần bà đó thôi, câu chuyện nó không đơn giản đúng không? Nên thôi tránh con đó đi, nghe không? Nên từ nơi đó quý vị thấy ghê không? Những câu chuyện như thế mà làm cho bị cười đó, mà khi mà ta cười là ta tỉnh nha quý vị, mà khi mà họ cười lên là ẩn mắt quá. Mà khi mà nói chuyện mà nhẹ 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 nghe là mấy bà ngồi chứ. Còn mình giảng quá mình cũng sợ quý vị, tại vì bà liếc thấy ghê quá. Bà mà không phải liếc mà mấy bà còn buồn ngủ quá thì thường là buồn ngủ là cứ gì nè quý vị. Nó buồn ngủ mà cái kiểu mà đã buồn ngủ đi, dụ như mình được ngủ đi, mình được ngủ đi thì mình. Còn giờ mà không được buồn ngủ mà lại không cho ngủ thì mắt thì nó gì. Nhưng mà nói vậy nè, giống như còn miễn cưỡng quý vị, còn cố gắng miễn cưỡng là thầy đang giảng. Thầy đang giảng mà mấy bạn nghiêng bên nó mà gật gật quý vị. Mà ngồi đây thấy có nhiều bà mà vừa giảng nhẹ nhẹ thôi nghe là mắt bạn gì cái miệng mới làm nè, giật môi quý vị ơi, thì ghê chưa? Bởi vì cái phương tiện thuyết pháp á, nhiều người người ta nghĩ ủa thuyết pháp là phải làm sao kìa, phải kiểu cách làm sao nhẹ nhàng, không phải đâu. Bây giờ ở dưới ngủ hết trơn, giờ mình có kiểu cách gì cũng bằng không thôi. Nó ngủ hết trơn mà làm kiểu cho ai coi đi chàng, ngủ hết trơn rồi. Nên ít lắm, ít người nghe được lắm. Con người mình bây giờ là làm với nó thiếu ngủ hồn thờ năm thịt bỏ lục được. Nó thiếu ngủ thờ năm thịt bỏ lục gì á. Mà nó không phải thiếu ngủ quý vị ơi, mà là mình thiếu thiện căn. Mình bị cái u mê của nghiệp lực nó phủ kín mình. Nên mình buông ra là mình ngủ ha. Những Đức hỏi quý vị từ xưa tới giờ ai mà ngủ nhiều, có mấy người khôn không? Nó ngủ nhiều quá đâu có khôn đâu quý vị. Cái người thì không ngủ cũng không được, nhưng mà nó đụng đâu nó cũng ngủ quý vị thấy, nó đâu có khôn. Cái người mà nó ngủ tối ngày sát đêm sao khôn quý vị. Buông ra là nhìn mặt kỳ lắm. Người mà nó ngủ nhiều thôi mà nó thức dậy thôi, nó ngồi vậy thôi là trước nhất nó hỏi cơm. Nó ngủ nhiều nó thức dậy nó hỏi cơm. Mà khi nó bưng tô cơm nó ăn là nè, ghê không? Khôn nổi không? Không khôn đâu quý vị ơi. Ngủ nhiều quá nó không khôn đâu, thiệt luôn. Ngủ nhiều với ăn quá nhiều là không khôn. Nó lạ gì đó quý vị. Thà ăn ngon thì ăn một lần gì thôi, chứ nó ăn hoài. Giống như nó sập, nó ăn hoài vậy đó. Nó vừa ăn này xong nó ăn cái khác, vừa ăn cái này ăn cái kia. Mà con người mình nó tham kỳ lắm quý vị. Bởi vì vừa ăn cái này đúng là bị no rồi. Nhưng lạ là quý vị thấy cái kia thì nó ăn thử cái con sắt. Cái tâm mình nó kêu ăn thử kia. Mình nói à, no mày ăn cái gì nữa. No nhưng mà cái này thấy nó ngon quá. Mày không ăn, mày muốn có không để ăn nữa. Ăn thử đại đi. Nó rồi sao vừa ăn thử xong cái nó nhìn cái kia này, thôi kệ mày làm đại quý đó. Mà cái kiểu mà nó quá no, nó tràn ra đó quý vị. Mà nó tràn ra vậy mà cầm hai tay cầm theo. Hỏi cầm theo làm chi vậy? Cầm chút đói ăn. Có không? Nó cầm nó đói ăn mà nó chờ quý vị, chờ đói ăn quý vị ơi. Bị hởm kìa bên kia. Bên kia bà cụ kìa. Cái bữa mà chiên cá chay mà con cá sặc nó tí tí á, cái bữa chiên đó đó, bà ăn ngon thì sao không biết. Bà lấy cái bọc một xíu nè, bà bỏ ba con vô, lấy thùng bột lại, bỏ một túi, đem lên phòng. Biết nhét đâu quý vị? Nhét vô gối đầm.
vì mấy cô mới đi dọn. Mấy cô mới đi dọn thì ai mà nghĩ trong cái gói nằm đâu. Nhưng mà những đứa chỉ điểm mấy cô mình hết á. Mấy bà cụ già này những đứa biết. Bà là bà giấu tiền nè. Bà giấu nè, bà xé cái lai quần kia. Nhét vô. Thấy không? Rồi mai cái túi ngay đây nè. Bỏ vô ở trong, bỏ vô. Nên những đức nói bà đứng lại. Coi lai quần của bà. Bà nói có gì đâu. Gịch ra 500 ngàn. Yeah, một cái có gì đâu. Những đức nói dịnh vô ngay trái tim bà. Nói tim mà có gì đâu. Dịnh vô lấy ra 2 triệu. Nó ghê chưa. Xong như thế kêu coi cái gói của bà, mà đừng có coi ngay chỗ nằm, mà coi bên bên bà mai cái lỗ tí ti nhét vô cái cạnh gói. Coi 5 triệu. Bà nhét gì không có xài mà làm gì đó. Rồi mai mốt gần chết cái gì đó quý vị. Là tiền đó đó chưa lấy ra. Khổ gì đó quý vị. Chứ ngoài ra lo ăn uống đầy đủ hết trơn rồi. Giúp bà mà đâu có hại bà đâu. Nó, nhưng mà chỉ có những đức thôi mà làm gì được thôi. Chứ ai mà đụng đến không có được đâu. Đụng đến không có được. Nó, nên phải có cái mạng nuôi người nghe quý vị. Như bà Châu ai dám đụng bà. Châu anh hữu pháp á. Bữa đó những đức ở bên đây đi lễ về. Bà đứng ngay chân chỗ khu tăng. Bà từ xa bà chạy mà không nhận mấy bà cụ già mình. Bà khỏe thì quý vị. Bà tầm cái dạng gần 80 tuổi vẫn đâu. Chạy vù 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 đến. Ôi trời, trời ơi. Một ngày không gặp thầy mà như một năm không gặp thầy. Ghê không? Đó vì thấy. Mà công nhận lớn tuổi mà khỏe thì ghê. Nói khi những đứa giỡn mà những đứa mà lấy tay những đứa méo vô gần cổ vẫn giỡn vậy nè. Già khác không có gì đâu quý vị. Nhưng mấy cụ trong chùa mà làm gì đó. Mấy tay ngoéo gỗ gịch gì giỡn cười sặc 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 vậy đó. Thích lắm. Thích như đứa giỡn vậy lắm. Thích là giỡn là mà lấy tay ngoéo ngoéo gỗ gịch gịch gì nè. Hoặc là ngoéo gỗ giết bà nghe. Cười sặc 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 sặc. Nó vui. Phải. Tự đó khỏe. Nó. Nên nuôi cha nuôi mẹ mình tìm nhiều cách cho cha mẹ vui. Miễn cho cha mẹ vui là thấy tốt rồi. Nó. Ví dụ như bây giờ cha mẹ ở nhà đi, mình bắt nhạc thiếu nhi lên mình múa cho cha mẹ coi. Mình đàn ông nhưng mà mình giả gái. Mình đi đồ mình làm cha mẹ cười sặc sặc sặc. Mình làm cho cha mẹ cười là mình thấy mình mừng rồi. Mình làm đủ trò, mình làm chuyện này chuyện kia, mình quá trang đồ. Mình làm cho cha mẹ mình cười. Mình làm cho vợ con nhà cư. Mình làm gì đó. Tự nhiên cái gia đình mình nó tự nhiên nó xích gần lại với nhau. Nó sanh ra cái hạnh phúc từ gia đình của mình. Đó. Vì biết rằng những đứa nuôi có cụ già, vì biết đâu phải đơn giản đâu. Những đứa qua khu của cụ, quý vị biết Tết những đứa chụp hình với các cụ, mắt cụ mắt cụ cười cười quá trời. Rồi những đứa múa, những đứa làm nhảy tưng tưng tưng, nhảy cò cò rồi các cụ bắt cười sặc 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 vậy đó. Mấy bà già bà cười sắc 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 vì chưa thấy mà cái khu yếu bên Đại Đồng Lâm mà gần 40 bà già đâu. Mà những đứa qua mà mấy bà chống gậy rồi bà lết đồ bà bò bà chạy theo vù theo quý vị. Giỡn hả? Gặp những đứa bà vui vậy đó. Tại những đứa làm bà cười. Đức làm bà cười lắm. Nó những đứa gặp bà những đứa làm nè. Những đứa mổ bà đừng mổ. Nó làm gì mà bà cười. Nó chứ không phải là cái chuyện gì lạ đâu quý vị. Mà có cái những đức làm nó rất là tự nhiên. Những đức có mắc cỡ. Nên mấy bà già bà mắc cười chứ không gì chứ nha. Làm cho bà vui. Mỗi lần đến nghĩa là tự nhiên chuẩn bị bánh, chuẩn bị kẹo, chuẩn bị kem. Hoặc là những đức đi qua bảo tháp là chuẩn bị kẹo trong túi. Hoặc chuẩn bị cái gì cầm theo. Gặp nít là cục hay cục kẹo. Nó mừng lắm quý vị. Nên mình phải tập giống học giống bác Hồ. Những đứa coi một công đoạn mà bác Hồ khi ra ngoài cái chỗ mà những người lính đã sắp sửa đánh giặc á. Vì mà bác Hồ móc trong túi kẹo ra cho mấy chiến sĩ. Một cục kẹo đó thôi mà làm cho nó xúc động. Mà cảm thấy tiến lên á. Chứ không phải chuyện giỡn đâu quý vị. Một cục kẹo đó không đơn giản đó. Mình thấy cái chuyện làm của bác đó.
Mình nhìn như là một chuyện rất nhỏ, nhưng nó không phải nhỏ đâu. Cái tấm lòng đặt cho người ta nó không có nhỏ đâu quý vị ơi. Tấm lòng á, mình nói mà những bài thơ mà của bác, ví dụ như bác nói rằng bây giờ mà những người lính ở bên ngoài bây giờ là không có mền gì để đắp, nghĩ đến họ mà mong cho trời mau sáng nên không ngủ luôn, chỉ nghĩ đến họ thôi, mong cho trời mau sáng vì mình được ngồi ở đây, còn họ chờ lạnh lạnh buốt cỡ nào. Nó cái tâm đó nó cảm hóa đó quý vị. Nên con người lãnh đạo mà gần gũi gì người ta thương, mà người ta thương mình nói người ta mới nghe. Như quý Phật tử mà mình thương người ta, mình nói người ta mới nghe. Mình kêu người ta niệm Phật người ta niệm, chứ người ta ghét mình sao mình nói người ta nghe. Nó nên chiều nay là chưa chân mà chuẩn bị mấy cái món đồ ăn. Chiều nay mà chuẩn bị kho món kho tàu chay, kho tàu chiên sẵn, bỏ vô cái thau sẵn nha, làm nước dừa nha, riu niêm niêm miếng nha, nó rồi xong đổ vô đậy lại. Tại vì cái loại đồ chay mà mình bỏ vô mình kho chung nó rã, nên mình phải chiên xong mình để ra sắp ra cái thau, xong mình làm nước mình chế lên thôi, rồi mình ngâm nó một chút cho nó thấm vô. Vậy thì chút múc ra nó còn miếng nào ra miếng nấy, cái nếp thôi nó nhừ hết trơn. Nó làm một bánh mì mà quý vị, mì với sườn nó kết lại nó giống như ba gọi, hiểu không? Đó. Nghe cái mê rồi đó chưa quý vị coi, mà miếng đồ xào hay rau sống gì nghe cặp vô, nhất là miếng cải xanh nghe, lấy nguyên cái lá cải gấp một miếng kho tàu chay để lên cuốn lại chèn ô chấm thêm miếng nước chấm bỏ vô miệng. Thèm gì đâu quý vị vô. Vậy tôi quyết chứ không phải chuyện dẫn chơi nha quý vị đó. Nên tối đêm nay thì lớp đạo làm con thì gọn thôi, là người hủ sữa chua. Sữa chua cũng phải đơn giản nha quý vị, ngon. Với người bịch xà lách. Xà lách hiểu không? Nên nhiều người ta nói ủa mình chia sẻ Phật pháp cái gì ta, không biết cái gì luôn, mà làm ta hết buồn ngủ, mà làm ta vui, mà vui rõ ràng mà quý vị. Nó kể bởi vì rõ ràng Phật pháp là cuộc sống hàng ngày quý vị ơi. Nếu quý vị nói cuộc sống hàng ngày là Phật pháp, bởi tổ sư ngày nói bình thường là đạo quý vị ơi. Nên cái bình thường là đạo, mà tại sao được cái bình thường? Vì mình niệm Phật mình bình thường, vì mình muốn giảng sanh nên mình bình thường. Và mình bình thường để mình cho người ta dễ bước lên, chứ mình cao xa thì sao người ta bước lên đây? Cao xa thì sao người ta bước lên đây? Nên hôm qua Hòa Thượng ngày nói một câu hay, những Đức nhớ. Hòa Thượng ngày nói một câu: Đức Phật khi mà đi tu 6 năm mà khổ hạnh đó, Đức Phật thị hiện. Khi Đức Phật đã chứng quả rồi thì cũng phải có cấp cô độc, phát tâm xây tịnh xá. Xây tịnh xá rất là lớn, mà cái xây tịnh xá này mà cả Đức Phật ngài cũng có một cái giống như là một cái cốc đi Đức Phật ở, chứ đâu phải Đức Phật đi ngồi ngoài mưa hoài ngoài đó. Không có ngồi ngoài mưa hoài, mà Đức Phật có tịnh xá đen chi biết không, để cho Phật tử đến đó để được ở trong đó để mà tu. Nên á, nếu như mình muốn tu đạo mà đi đến giải thoát của bản thân, tự lực rồi sau này mới độ tha. Tự độ và độ tha, tự độ là đầu tiên, tự độ là pháp, tự độ là cá nhân, thì thà mình ẵng chỗ nào mình tu tự độ. Nếu khi đã bước ra để lợi tha thì pháp tự lực thì phải chứng quả. Nhớ có một lần Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, có một người ta cúng ngài một cái nhà ở trên núi đẹp,
Ngài thấy cái hoàn cảnh đặc biệt quá, Ngài muốn ở ẩn mình tu tập khoảng 3 năm. Thì về thỉnh hỏi với thầy Lý Bỉnh Nam: bạch thầy, có người cúng cho con cái nhà trên núi, hoàn cảnh nó rất thanh tịnh. Bây giờ con xin hỏi thầy, con có nhận được không? Thầy Lý Bỉnh Nam thầy nói một câu: ông là ai? Ông là ai mà muốn ẩn cư? Ông biết cái người ẩn cư là ai không? Cái người ẩn cư là người đã tu hành chứng quả rồi, mà người ta cắt một cái liêu thắt nho nhỏ, người ta ngồi trong đó đen chi biết không? Để cho người ta biết rằng người này đã chứng quả rồi, đến thỉnh người này ra độ sanh. Thấy không? Đó. Nên chúng ta là người bình thường phải đối duyên đối cảnh mà tu. Nhưng mà trong cuộc đời này đối duyên đối cảnh làm sao cho phù hợp, đối duyên đối cảnh cho nó phù hợp. Thật sự mà nói, cả mình ở đây mình tổ chức mình lo cho người ta tu không, bây giờ ai đi tìm hiểu cũng thấy rõ ràng. Về chùa là điều là sắp xếp ban bệ nấu cơm ăn, ăn chàng ơi. Nó thiệt. Bây giờ mà như ở đây bên đây gạo người ta ít cúng, ngộ bên đạo tràng kia ít cúng, chỉ có hộ pháp. Nghĩa là sao bên đây người ta ít cúng gạo nghe, nên có mình bên hộ pháp phải chia qua nó. Mà cái lượng ăn không đơn giản đâu quý vị ơi. Cái lượng con người đó không đơn giản đó. Tuy là hộp hộp cơm mà dữ lắm, nấu bao ginh cho giá ầm ra mất tiêu cái kho gạo. Xong vừa tổ chức lễ xong, nhà Đức hỏi mấy cô: gạo đâu tiêu hết rồi mấy cô? Bà nói: con cũng không biết ở đâu hết rồi. Tại mấy chục ngàn người, mỗi người đem đi chút quý vị. Thì đem đi đâu hết. Rồi mới hôm qua cho xe đến để moi cái hầm phân. Tại vì sao? Gạo xong quý vị, bỏ vô bụng, xong đi ra hầm phân, trả lại cho mình cũng là gạo thôi. Cái kia gạo trắng, này gạo vàng quý vị. Nó cho xe là hút, không đơn giản. Nước mà từ bên Hồ Pháp phải chở qua đây phụ, mua trước đó là mua 400 cái thùng thêm nữa, rồi bên trong Hồ Pháp chở qua, nước chở rầm qua. Mấy vị nói chuyện đơn giản, mấy chục ngàn con người mà lo cơm lo nước lo cuộc sống cho người ta để người ta tu tập về, đơn giản lắm. Rồi mấy vị có nguyên một cái kho pháp thí, còn cái gì đâu. Tự Phật sách cành đi. Thì người ta lỡ người ta tìm hiểu, người ta cũng thấy rõ ràng. Nhà chùa cực lực ban tổ chức làm đến nỗi muốn le lử, nấu cơm đến nỗi cái nồi muốn bể luôn. Nấu gì đâu mà thấy ghê quý vị coi. Củi mới đem về xe, xong lễ xong những đứa hỏi củi đâu hết thì những quan. Vừa qua nó chụm sạch nhất nữa thầy ơi thầy. Thầy thấy không? Kinh khủng không? Chụm quá trời chụm luôn. Nấu mà không tưởng tượng được mà quý vị mấy chục ngàn người. Cái miệng mình có chút tí tí vậy đó. Cái bụng của chút xíu họ tự chút tí nó ăn ghê lắm vị ơi, sạch nhất hết chứ nha, không còn hết chứ, lương thực gì sạch hết, sườn với hổm dư được đâu mấy trăm ký, không còn cộng sườn, không đơn giản đâu quý vị. Mà vui vẻ lo cho người ta, nó phải ngôi chùa người ta đến đông, nó không đơn giản đâu quý vị ơi, phải lo lắng làm sao kìa. Còn dụ như buổi ngày người ta đi về nhà người ta thì ta lỡ người ta dự chương trình cái ta chạy về, còn chùa mình là ta ở lại, ta ở lại người ta ngủ nghỉ ăn uống đó luôn. Nội mà chăn màn bây giờ thôi giác, quý vị biết rằng là hôm qua có bà cụ bà giác xong bà lủi vô gốc cây nhức đầu quá, bà giác chút quá tối tăm một mặt, lủi đầu gốc cây quý vị, cuối cùng lỗ mũi máu không, kinh khủng chưa. Giặt mà đến nỗi mà đạp, đến nỗi mà chạy chân chạy cẳng nước ăn. Đâu có đơn giản, đâu phải là xong rồi đi xếp lại cắt đâu. Mồ hôi mồ kê mà xếp lại hôi đình, thúi chết mồ luôn. Bao nhiêu loại mồ hôi nó kết hợp lại, nó gom lại, nó thành liên hoàng cúp.
cỡ nào chưa? Nó từ nơi đó mới bị biết rằng ý nhà Đức muốn nói với vị nghe là cái tấm lòng, cái gặp cái nơi tam bảo mà cực lực nhiệt tình, có tổ chức lo, họ cũng cực lắm quý vị ơi. Phục vụ đại chúng đâu có đơn giản. Có một cái chú mà nguyên một nhóm mấy chú làm, mà trong đó có một chú thằng kinh nó hơi yếu, phục vụ tam bảo xong bữa nhà Đức qua, ông ngồi gì nè, Những Đức làm gì mà mắt cũng vẫn bình thường gì, nó không có nhúc nhích, không có nhìn theo cái tay chứ, không bị sao. Những Đức đưa cái mắt, cái tay gần lại mắt gì, rồi Những Đức đi gịch ghe thử cái mắt đi theo không, như mình thì người ta làm gì mình đi theo, mình có cái gì, còn cái này mình làm gì, xong gịch cái tay cái ông gì luôn, cứ gì. Xong Những Đức gờ chán ông im gu, giống như mắt hồn, mệt quá đơ, mệt quá thằng kinh bị đơ. Bởi vì vị thấy Những Đức mà thằng kinh vẫn còn gì là cũng đơn giản. Làm việc thấy ghê quý vị, Những Đức làm việc cũng kinh khủng luôn quý vị ơi, làm suốt luôn à, làm hoài luôn vậy đó, cái miệng làm hoài 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 hoài, cái miệng không có lành da non à quý vị. Lâu lâu mà nổi đạn cái lâu hết, tại vì nó không có thời gian được lành, tại vì nó hàm là làm hoài vậy đó, cái miệng nó cứ quạt tới quạt lui, da mới có kéo qua lớp nhưng bị lành mất tiêu, nó hủng lộ, vừa mới kéo ngang cái là đâu có lành được đâu quý vị, lâu ghê lắm quý vị ơi. Quý vị thấy không, đó gặp một ngôi tam bảo mà cực lực lo lắng gì, người ta đi quan sát, ta đi coi hết, tuy là Phật tử đến chùa ầm ầm, nhưng mà tất cả những gì người ta cúng dường đều làm chân thật cho người ta, có bao giờ mà nghĩ ngợi gì đâu, hiểu không, nghĩ ngợi gì đâu quý vị. Năm xưa mà có một đặc công ở bên Mỹ, nó phái qua mà bị nó định sát hại Bác Hồ, mà Bác Hồ mình giống như bậc thánh nhân chứ không có đơn giản. Bác Hồ mà ăn cơm mà, xem kêu người dọn cơm dọn ra thêm cái chén đầu đũa nữa. Người dọn cơm nó ủa bác, có mình bác ăn mà sao dọn thêm cái chén đầu đũa chi, nói không dọn ra đi có người xuống ăn. Thì ghê chứ gì, nghe câu chuyện, những câu chuyện của bác không đơn giản đâu nghe quý vị, mà đặc công đó là được rèn luyện ghê lắm á. Bao nhiêu con người á mà phải trải qua hết trơn, mà chỉ còn có 2-3 người đậu thôi, kinh chưa, mà cuối cùng người đó mà sai qua đó để gặp bác đó, vậy đó mà leo lên mang sói trốn chịt, chờ cơ hội bác mời xuống đây ăn cơm. Không phải đơn giản nó mới bị u không? Nó nói cho mình cũng hãnh diện đất nước có một bậc lãnh tụ tài đức, nó gọi là Bác Hồ muôn năm kính yêu quý vị, gần gũi. Nên từ nơi đó mới bị biết rằng mời xuống ăn cơm xong, mời xuống đây ăn cơm đi, rồi muốn gì muốn. Bây giờ ông muốn giết tôi thì ông hãy lo đất nước này đi, bao nhiêu người dân khổ đau và tôi phải giúp họ. Còn ở đây mà Những Đức nuôi mấy bà già, mà nói ai mà muốn mà cái gì Những Đức thì nuôi 300-400 bà già này đi. Nó vị nó phải đơn giản, nghe không? Nên cái gì con người ai cũng có cái sai, nhắc nhở người ta. Chứ ngoài ra cái hành động việc làm người khác là mình phải quan sát. Dù cá nhân họ mình xử lý họ không sao, nhưng mà họ gánh vác mấy bao nhiêu con người khổ nhiều quá. Đó. Giống như con lằn mà Như Đức ngồi với Hòa Thượng, với nói Hòa Thượng chắc mai mốt bên Đại Tùng Lâm này con ít qua. Hòa Thượng nói ông gầy ra bao nhiêu người để ông qua, ai đứng ra để sắp xếp lo đây, tôi già ông thấy. Quý vị biết rằng không phải đơn giản quý vị, bao nhiêu trăm con người, nhà mình chỉ có 2-3 người mà còn quan tâm lo gì, mà con người nó đâu phải ngồi yên đâu quý vị, tính này tính kia tính nọ, mà giống như mình nuôi con người, giống như mình chuyền bóng, đặt trách cho thầy này thì làm việc này, thầy này làm việc này, thầy làm việc này, mấy ổng làm không được rồi, con người trên nhất phải ra tay thì mới giải quyết vấn đề im ắng được. Chuyền bóng quý vị nó phải làm được,
Chứ nếu không mà mình mà đung đầu hoài cũng không được luôn, lờn, không có giải quyết được. Đó, nên tại sao người trên có những người ẵn, người hiện là gì đó quý vị. Nó nên từ nơi đó mà ba bốn điểm chùa chạy tới chạy lui như con đầm già. Bởi vì nhiều người ta nói hô cũng thông cảm. Tại vì không hô sao mà được. Có những đêm phim mà mình nói, thí dụ như mình đang lo một chương trình gì mà nó gì, tiền bạc nhiều quá phải mua đồ tặng người ta. Mình đang lo tự nhiên nó ngồi nó làm gì nè quý vị. Nó từ cửa sổ nhìn cái ánh trăng trên trời mà ngắm trăng, không phải như là hàng mặc tử. Hàng mặc tử thì người ta làm thơ, người ta ngắm trăng, người ta viết những đoạn văn gì thơ văn. Nên cái tâm người ta nhìn thơ, người ta thi văn mà người ta tự nhiên cái tâm ta thả hồn theo những ánh trăng, người ta nhìn ta đẹp lắm quý vị. Còn mình không phải ngắm trăng mà trăng ngắm mình. Quý vị biết nhìn lên trăng mà suy nghĩ viết hô gì hô sao được, nghe không? Đó, nên từ nơi đó mà mình nói những câu chuyện xưa cũng là những bài học. Cá nhân một người thì dễ giải quyết, nhưng mà đoàn thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đoàn thể phải suy nghĩ cho kỹ. Tại vì sao? Người xưa người ta khôn lắm quý vị. Dù là thù với ai nhưng mà nhìn cái người đó đang lo cho bao nhiêu con người ta không đụng. Chừng nào người đó không làm gì nữa chứ mới giải quyết. Đó là không tu gì hết đó nghe. Nên từ nơi đó mà bao nhiêu bà già cũng không đơn giản. Tại sao những đứa đến điểm nào mấy bà cụ bà cũng mừng? Vì mình nuôi bà, mình có cái tâm thương mấy bà già. Nên mỗi lần mà họp với mấy anh em, những đứa có nói hoài vậy đó. Phải biết cái ý nghĩa của nuôi người già, phải có tấm lòng nuôi người già, phải thương người già. Vì người già họ có công, mỗi người già đều có công. Họ sanh ra con, họ nuôi con khôn lớn. Con của họ bây giờ mỗi người đều có một trách nhiệm đối với xã hội đất nước. Bao nhiêu bà già ở đây, bà đẻ bao nhiêu đứa con mà nói quý vị. Thật sự mấy bà già trong chùa mà tổng kết con ra đi nhiều lắm á. Thì con mấy bà cụ cũng có học thức, có những người làm việc, có những người lo cho xã hội đất nước. Thấy không? Thì mỗi người nó đều có công, thì cái công là từ bà đẻ ra. Thì bây giờ mình nuôi được bà già này là đúng. Nên một xã hội, một đất nước mà nếu có cái tâm thương người già và nuôi người già, cưu mang người già, thì cái đất nước này không có khổ. Kính lão đắc thọ. Và biết á, gieo cái nhân tương lai mình già được thương yêu. Hãy thương người già đi, hãy thương trẻ em và người già. Vì trẻ em là cái khởi đầu của một đời người. Mà trẻ em được khuôn khép, được dạy dỗ đàng hoàng, nên Bác Hồ rất chú trọng về học tập. Bác Hồ nói một câu rằng một xã hội, một đất nước mà bị dốt nát thì con người đó sẽ dễ bị người ta đè đầu cởi cổ. Tại vì mình dốt nát, mình không có biết cái sự mà nhận thức được. Thật sự những đức ít gì cũng biết vài chữ, nên mới đọc được sách xưa quý vị, nên mới lấy được tư tưởng xưa. Chứ nếu như không biết chữ nào chứ sao đây, không biết chữ nào chứ lấy đâu tư tưởng. Phải biết chữ, phải biết đọc, phải biết. Nên khi mà Bác Hồ mà vừa ổn định được đất nước, cái là tiêu đề ngày đưa ra là xóa đói, xóa mù chữ. Viết một cái chữ thiệt to, gọi là viết mù chữ, chạy xe vòng vòng ngoài đường. Mỗi một địa phương, mỗi vị trí phải đưa lên cái chuyện dạy học cho người biết chữ. Cái đó là cái trí thức mà Bác đi các nước trên thế giới để nhìn ra được tại sao đất nước mình khổ. Vì lạc hậu quá, nên từ từ nó mới sanh ra được cái việc mà hiểu biết. Nên thật sự mà nói, một con người mà khéo léo hiểu biết là khéo léo học tập. Học tập là phải biết cắt xén và gom nhặt, và mình đúc kết lại thành một cái sở học. Mà cái sở học đó gọi là sở học phong phú. Sở học phong phú. Thật sự mà nói, vì như đức nuôi con người cũng do đúc kết mà ra. Đúc kết lại từng chút, từng chút, từng chút. Si mình để ra người khác. Vì bản thân mình đều mong muốn được thương yêu, thì mình phải thương yêu người khác thôi quý vị. Thật sự đó, chúng ta ai mà không thích được tặng quà, thì mình phải đi tặng quà cho người ta. Chứ làm sao bây giờ? Ở dưới miền Tây nói câu khách đến nhà không gà cũng vịt. Ít nói là đã khách đến nhà là phải quan tâm, phải lo lắng. Phật tử về chùa mình quan tâm nhiệt tình cho người ta. Nhà thì có nhiêu ở hết nhiêu thôi. Còn ngoài ra chỗ nào không có nhà thì nằm chỗ nào ngủ thì kể. Cũng hết lòng, đúng quý vị?
Còn có cái gì có đồ ăn đem ra ăn hết đi. Thì thật sự đem ra ăn hết mà, có gì thì đem ra ăn thôi. Cái bữa đó mà Phật Đản chuẩn bị bánh quá chèn luôn, định chiều phát ra cho cái ngay cái chỗ ngồi á, buổi chiều nấu cơm kịp. Không tưởng tượng được quý vị ơi. Những đức còn hợp nói rằng chiến này đông lắm, 10.000 người. Nếu cái pháp hội này 10.000 người là dữ lắm rồi. Năm trước, mấy năm trước chương trình Phật Đản của mình có 1.000 mấy, chúng trong chùa luôn có 2.000 người. Bây giờ được 10.000 người là dữ lắm Phật Đản rồi. Ai mà ngờ 30. Con số không tưởng tượng được quý vị. Cũng kinh ngạc luôn, cũng ngợp luôn đó. Nhưng mà buổi chiều những đức qua, buổi chiều những đức qua mà giảng buổi chiều thứ mùng 7 thì những đức biết rồi. Chương trình được này đông. Thay buổi chiều đó là thấy xe đậu nheo nhóc hết trơn rồi, biết rồi chương trình này đông. Nó thì quý vị biết rằng không tưởng tượng được, không trở tay kịp. Đồ ăn nấu đâu có kịp đâu. Mà đợt này củ quả mắc lắm quý vị ơi. Củ quả người ta không có cúng. Cúng chuối không à. Chắc chuối rẻ hay sao? Chuối sống. Chuối không? Chuối đâu có làm được món gì dễ đâu quý vị. Củ quả mới kho được. Quý vị biết rằng một xe củ quả mà đi mua mấy chục triệu về ăn không phải đơn giản đâu quý vị ơi. 2.000 người mà đi mua một xe củ quả mấy chục triệu. Nên Phật tử mà ở xa khắp nơi nơi, người ta chở lên người ta cúng thì đỡ. Ta mua tại gốc đồ, tại dừa đồ rẻ. Còn mình không biết, mình ra mua bịch mấy chục triệu có được nhiêu đâu. Bởi vì bao nhiêu ngàn con người này mà lo không có đơn giản đâu quý vị ơi. Nó nhiều thứ lắm á. Đâu phải là nuôi ăn cơm đi, đâu phải dễ. Ăn cơm tứ tương đi, đâu phải, phải dễ. Nó lo cho người ta mà người ta ở yên gì, người ta biết nghe lời mình. Mình phải quan tâm lo lắng cho người ta làm sao. Nhìn từ cái tổ chức của chùa mình thôi, nếu ai mà để ý cũng nhìn ra một cái đại. Cái đại là cái rộng lớn đó em. Tại vì sao? Vì mình đây mình lo. Lo người ta quá nên người ta mới nghe lời. Còn nếu như mình không có quan tâm người ta, người ta không nghe mình đâu. Không quan tâm người ta không nghe quý vị. Người ta sẽ chửi nghiêng, rồi nó làm banh chành nội bộ. Không có giỡn đâu. Nên tại sao mà mỗi tuần mà đi quét dọn đồ, dọn dẻ gọn ghẽ được hết trơn. Vì lo đồ không thiếu thì mua, không có đồ bẩn thì mua. Nó nhẹ nhẹ là ngủ thì thấy chứ. Dễ đâu quý vị. Nay là giảng nhẹ nhàng đúng không? Nó kể chuyện rồi, kể chuyện rồi thôi. Đó, lúc này thôi mình kể chuyện nhiều nhiều đi quý vị ơi. Kể chuyện vui thôi. Nào. Mà vui cũng vui nhẹ nhàng nữa. Lúc trước mà cái thời gian mà mấy bà cầm bản hiệu theo á. Dữ dằn. Ừ đó thấy chưa. Cái thời điểm đó mà nhiều fan hâm dọ xuất hiện. Không phải giỡn đâu. Nó vừa nhẹ thôi. Có cái bà ngồi phía trước là đưa cho đưa giọng với chàng. Không đơn giản đúng mấy cô. Bởi vì mà không kể chuyện cho vui vui khó lắm mấy vị ô. Bởi vì cái cách vỗ tay nó cũng hay lắm quý vị. Hô lên cái làm cho người khác tỉnh theo. Bởi vì nó phải kết hợp nhiều cái lắm để mà nghe pháp được. Bằng mỗi tuần mà người ta về đây mà cảm thấy nó bình an, nó vui. Vì nó chút bỏ bớt đi những cái phiền não trong nội tâm. Chút bỏ bớt đi mà à. Chứ bây giờ như Đức nói quý vị, ở nhà đã mệt mỏi rồi mà vô đây mà còn ngồi đây mà nghe pháp xong rồi bà nào bà nấy mặt gì nè. Đứng lên mà đi bại. Kiểu như bà không có an lạc quý vị, cái mặt đâu có sát. Đứng lên đi bại. Thua rồi. 2-3 lần tổ chức thôi nó không đến một người. Hỏi vì sao lúc này bà không đi chùa nữa. Thôi. Buồn ngủ quá. Chịu không anh nổi. Ngồi tiếng ngữ ủng hộ. Gục khóc. Không nghe được cái gì. Biết tôi đứng lên tôi đi mà giống như bãi chặn tôi đi. Chịu nổi bà thà tôi ngủ dắt ở nhà phút cho rộng. Nhưng mà nhờ mấy bà đi đây bà cười đó quý vị ơi.
bà cười bà vui, nên bà chút bỏ đi những cái nặng nề trong nội tâm của một tuần lễ. Đúng là chùa là tổ ấm, ta về nó phải có một cái gì đó ấm áp. Nói thì sao mà nó gần mình chứ, mà nói mà đâu trên trời dưới biển thì đâu có biết được ở đâu quý vị. Có khi mà mấy bà lặn mà không biết lặn đường nào. Đã bây giờ quý vị con mấy bà mệt bà khờ hết rồi. Ngoài đời mà kiếm tiền khờ hết rồi. Bây giờ về đây mà bắt mấy bà lặn nó lặn đâu bây giờ. Bà lặn không có nổi, bà ngồi tại chỗ. Có nhiều bà ngủ lắm quý vị. Tội nghiệp ghê, bây giờ thấy tội nghiệp. Bởi vì những đứa mà tội nghiệp mấy cô đi đây chùa tu. Nó ngồi lâu quý vị. Cái chút cái gì nè. Có khi cái bà cái bên vỗ tay quá thì bà cố gắng vừa vỗ tay xong bà vỗ tay lớn lên cái bà làm nè, mà cái kiểu mà nó ngủ gục là nó ưa cái mặt gì lắm quý vị, tại vì nó gì rồi là nó nhắm luôn à, nên cố gắng con mắt nó kéo luôn cực cổ quý vị. Ai quý vị ghê lắm. Nó nên giảng pháp đa dạng phương tiện mà làm cho người ta vui. Dù là nói ủa đâu có phải câu Phật pháp, nhưng nó là Phật pháp. Vì Phật pháp là phương tiện làm cho người ta bị dẫn dắt nỗi buồn ra. Bây giờ cái nỗi buồn trong tâm mình đó quý vị, có khi mà dùng cách này cái kia nó không chịu ra. Mình nhử mọi nó không chịu ra. Mình nói Phật pháp nguyên văn chánh văn nó không chịu ra. Nó ta không ra. Ta không ra đâu. Nó không chịu đi ra quý vị. Nên mình dùng cái cách mà nó xác thực với nó luôn. Mình cho đi vô nó. Đi vô xong mình kêu nó đi ra. Mình vô sau đó xong mình cặp cổ nó đi ra. Vậy mà nó chịu đi ra. Xong rồi người ta nói ủa sao nhẹ quá thầy ơi. Nhân Đức nói là Nhân Đức gũ nó ra ngoài rồi. Cái thằng buồn bị Nhân Đức đem ra rồi. Rồi mấy bà hỏi là vậy thằng buồn thì đem đi đâu. Nhân Đức nói đem vô phòng hộ niệm. Đem thằng buồn vô phòng hộ niệm để hộ niệm cho nó giảng sanh quý vị. Đó. Nên quý vị đi đến đây mà mấy cái thằng buồn trong tâm là bị đưa xuống phòng hộ niệm hết. Đưa phòng hộ niệm. Khi Nhân Đức nói chuyện với quý vị vui là cái sự vui của nội tâm quý vị là cái sức đột phá. Mà nó đột phá vô cái niềm vui. Vui toàn là thằng vui trong đó không. Mỗi lần bị cười, một nụ cười 10 tháng thuốc bổ. Là mỗi lần bị cười là có 10 thằng vui nó vô đó. Cười cái là có 10 thằng. Cười cái 10 con. Thằng là con trai, con là con gái. Thấy không? Làm cười một cái là con gái thì có 10 đứa con gái vô. Thằng con trai thì có 10 thằng con trai vô đó. Mà 10 thằng con trai mà một nụ cười, 10 đứa con gái một nụ cười. Mà cười 10 lần là 100 thằng, 100 đứa. Nó vô đó rồi. Thì cái thằng buồn á, nó thấy cái thằng vui vô đông quá. Thì quý vị sao? Nó chạy. Giống như ngoài đời mà nói là giống địa bàn này mà mạnh thì thằng yếu phải đi. Hiểu không? Còn nếu có thằng địa bàn này mà mạnh thì thằng kia phải đi. Thằng nào mạnh thằng đó chiếm ưu thế. Thì bây giờ bị đến đây cười nhiều quá thì thằng vui nó vô tâm đi nhiều. Mà thằng vui nó đã vô tâm nhiều rồi thì cái thằng buông trong tâm nó chạy ra. Mà chạy ra Nhân Đức lại bố trí cho một số thằng đứng ngoài này. Một số thằng đứng ngoài này. Tóm lại nó dùng cái bao mà gọi là cái bao thu hút vô, hút vô, hút vô không có hại, nhưng mà đem xuống phòng hộ niệm. Rồi đem xuống phòng hộ niệm đóng cửa lại kêu ở đây. Rồi xong mới cho ở trong phòng hộ niệm xuyên suốt để giúp cho cái thằng buồn này đi về cực lạc cho hết khổ. Không, cái giải thích này thì nó trên trời dưới biển gì đó, nhưng mà nó lại rất là vui. Vì công nhận không? Giải thích này không dễ đâu nghe quý vị. À, mà cái giải thích này quý vị nghe quý vị thấy nó rất là nô rít gần gần luôn, hiểu chưa? Xác vô luôn thì nó vô nè. Thì bây giờ những đức phân tách là địa bàn nào mạnh thì nó vị trí đó đứng à. Thì quý vị đi đến đâu mà quý vị mạnh thì quý vị đứng đó đó. Vị yếu là bị người ta dạt qua một bên. Nguyên lý là vậy thôi. Thì khi quý vị buồn nhiều thì ưu thế là buồn. Thì vui nhiều, ưu thế là vui. Thì ưu thế vui mà nhiều thì buồn mắt. Mà buồn lại bị Nhân Đức thu phục, em đi luôn. Thế bây giờ Nhân Đức đẩy thằng buồn ra mà bỏ nó đói khát thì tội. Nó trong tâm bị nó buồn là do gì? Nó được cái chỗ ở.
Nhưng mà nếu đem nó ra khỏi tâm quý vị thì nó buồn nó chỗ ở đâu? Mà nó cũng là một loại chúng sanh, mà để nó lang thang thì tội, nó đi quậy tùm lum ngừ. Nên nó mình đem ra rồi mình phải tìm cách dẫn nó đi luôn, đưa xuống phòng một niệm, tới buổi trưa cho ăn cơm đàng hoàng. Chưa cho ăn cơm, cơm là cũng như thực á, chiều ăn cơm, chưa ăn cơm cũng như thực á quý vị. Đó, cho ăn đó, mày thấy chưa? Nên từ nơi đó mà đi xuống cái phòng một niệm, rồi hộ niệm cho người gần chết với luôn. Nó nếu mà chưa giảng sanh thì là làm ba hộ niệm mới chứ. À, tại vì sao? Ở dưới đó hộ niệm còn sống cũng có, mà là mấy cái thằng buồn vô hình cũng ở dưới luôn. Có một cái dạng dữ dằn lắm, và họ cũng thu phục thì dẫn xuống dưới đó. Nên chùa mình chỗ nào nó yên chỗ nấy là vì sao? Vì có người có quản của con người, vô hình có quản của vô hình, có hết quý vị à, đâu có làm loạn được quý vị. Xã hội có cách quản của xã hội, còn Phật giáo có quản của Phật giáo chứ, âm phủ có quản của âm phủ chứ quý vị. Vì nói cái chuyện mà nó cảnh giới mà ma quỷ muốn quậy quậy không có chuyện đó đâu. Phải gặp vua Diêm Vương phê chuẩn đàng hoàng mới được nhập vô đó. Vì nói muốn nhập ai nhập hả? Vậy loạn hả? Loạn thì sao? Còn trên thì cõi chờ Ngọc Hoàng Thượng Đế cai trị, thì trong cái cảnh này mà quậy phá lãng hoạn, nó làm cho người ta bệnh hoạn mà không phù hợp vào nhân quả, là Ngọc Hoàng sẽ sai người để giải quyết cái vấn đề đó. Đâu có để lộn xộn được quý vị. Thí dụ như cõi người yên thì cõi chờ cũng yên, mà cõi người lộn xộn thì cõi chờ lộn xộn. Tại vì chúng ta là một căn nhà 6 tầng, nó ra động thì nó động hết trơn, ảnh hưởng hết trơn. Nó giống như mình sống trong cái cõi này đi, nếu ai cũng dư hết thì chúng ta đều sống rất đầy đủ. Nếu như mình dư mà nhiều người thiếu thì sống nổi không? Nhà bị ngày nào cũng ăn đồ ngon, còn nguyên một cái xóm nó ngày nào nó cũng đói. Quý vị chuẩn bị đi, chuẩn bị đem gạo ra cho người ta đi. Còn không đem ra thì chuẩn bị đi, chuẩn bị mua nhà, nếu 4 người thì mua 4 cái quan tài. Chứ thì sao? Tại vì họ đói quá, không có ăn, mà mình thì dư dả quá, vô lấy ăn chứ làm sao. Nên cái lúc khổ á, mà mình biết chia cho chòm sớm láng giềng lúc khó khăn, cái đó mới là cái đức của ông bà cha mẹ để lại cho con sau này. Ngặt nghèo đi chia sớt, nên hồi sáng gặp 2 bà già ở Hóc Cà Tó nào không quên mất tiêu. Bà đi đến đây nói khổ quá, than thở ghê. Một bà 70 tuổi, một bà 72 tuổi, 2 bà phải dịnh nhau đi thì mới được. Thì bà nói những đức gì nè: thầy nhận bà này thì phải nhận con, không nhận thì 2 người không được nhận. Nói sao kỳ vậy? Tại vì thầy nhận một bà sẽ không đường, không biết đường đi gì mà đi cũng không nổi. Thì giống như thầy giúp một người mà để người chết thì đành đọn sao? Nếu mà thầy nhận bà khỏe không leo, thầy muốn để con chết. Còn thầy nhận bà yếu thì con khỏe con cũng sống sao đây? Tại vì đi cũng lụp cụp mà không có tiền. Ghê không quý vị, thấy khổ chưa? Cuối cùng cho 2 bà ở luôn. Cho 2 bà ở luôn mà bà nói một câu gì nè: thầy cho con ở thì con cảm ơn thầy dữ lắm, mà con sợ con trai con. Nói sao? Nó dữ lắm. Nó từng nói với con cái gì thầy nhận thì con cũng nói trước. Nghĩa là nó nói chỉ cần ai chứa bà là tôi xử thằng đó. Kỳ cục cái chén, ngộ ghê. Nó là bà nói là nó rất hổn với bà, nhưng mà nó nói chỉ cần ai mà chứa bà là nó xử người đó, không cho bà ai chứa chứ. Bà đi lang thang. Nó nói con sợ thầy chứa, con không biết nó có xử thầy không. Xong nhà Đức nói: giờ tôi muốn giảng sanh lắm. Bà hỏi giảng sanh là cái gì? Nó thôi khỏi nói, từ từ đi sẽ biết. Chưa biết, chưa hiểu nhiều, hiểu chưa? Nói giảng sanh, nói dòng do cũng không biết cái gì, thôi khỏi nói đi. Nhà Đức nói giảng sanh là đi ăn cơm, ai vậy đi ăn cơm, thấy chưa?
Cái câu nói dễ hiểu quý vị. Nó giảng sanh là cái gì bữa nay? À, không biết. À, cuối cùng mà hỏi lại giảng sanh là sao thầy? Đi ăn cơm. Nó à, đi ăn cơm. Con đói bụng quá đi ăn cơm. À, được đi ăn cơm vậy mỗi ngày đi ăn cơm là giảng sanh. À đúng. Nuôi từ từ nói mới hiểu. Chứ giờ không hiểu mà giải thích gì cho nó mệt. Ghê không? Nuôi mẹ người ta mà giờ nói tương lai nó lỡ nó xử mình. Đâu có đơn giản. Và không có cái bà bên hộ pháp nó chữ kinh khủng. Ai chữ? Con bà. Nó xong nó tìm trên mạng, nó biết được cái trang của chùa, nó nhắn tin vô. Nó nói thằng nào dám chứa mẹ tao. Nói thôi. Kinh khủng không? Nó hổn đi ghi thiệt. Nhỏ nó ngoài Bắc. Nó nói mà nó, bà nói là con bà nhỏ gái giang hồ lắm, xăm mình đậy mình đó. Nói ai chứa mẹ tao, coi chừng tao. Chàng nói chàng. Nó thôi kệ nó, chứa chứ sợ gì. Sao tới giờ im gu luôn. Không, im gu không nghe tin tức. Mơ mấy bữa trước điện thoại vô cho chú Tâm Tình. Nó hỏi thằng nào vậy. Nó trời, có nhiều điện thoại ghê lắm mấy vị ơi. Nó mẹ tao sao rồi? Tụi bay mà nuôi mẹ tao mà chết là tao vô tao đốt chùa nó tiền. Không có đơn giản đâu quý vị ơi. Già bây giờ càng về sau càng thấy khổ. Thấy chưa? Mà ngộ thay có những người nó lạ lắm quý vị. Khổ nhưng mà mình nuôi họ không cho ở. Ừ, không cho ở quý vị ơi. Mình thôi mình nói thôi kệ giờ. Bả thì bả lại năn nỉ mình. Mình nói thầy ơi, thầy. Thầy bỏ con ra thầy ơi. Thầy mà bỏ con là con không biết đi về đâu hả thầy ơi, thầy. Thầy ơi, thầy. Làm nhất, thầy tội nghiệp quá. Nó thôi được rồi, hy sinh vì bà luôn. Nhưng bây giờ đi tu rồi, hy sinh vì mấy bà già. Không mà thấy cái này được đó anh Việt. Được chứ không được đâu. Hiểu không? Hiểu không? Nên tôi kệ, mình cũng cố gắng. Không như nên những người bạn đồng hành này mà biết những đức nghe. Cuộc đời chúng ta sống cái hy sinh có giá trị. Vì hy sinh chúng ta có bến đỗ. Cái khổ nhất của con người là không biết đổ về đâu. Cả đời dù giàu sang nhưng không biết đổ về đâu. Thì cuối cùng khi gần chết mình ú ớ, mình sợ. Còn bây giờ mình có cái bến đỗ là Tây Phương. Mình có làm gì đi chăng nữa mình sống trong cuộc đời cho đàng hoàng. Để tương lai mình mất đi, Phật A Di Đà đem đài sen xuống đưa mình về cực lạc. Có người tâm nó an quý vị ơi, nó an tâm lắm, nó vui lắm. Vì nó vui mỗi ngày mình nghĩ cho người ta. Chưa tự tới lê với Quan Âm chuẩn bị. Kinh khủng, chuẩn bị lễ với Quan Âm. Chuẩn bị một món quà mà hồi đó tới giờ chưa thấy. Món quà mà hồi đó giờ chưa thấy. Chưa thấy. Chưa thấy là chưa có. Thấy không? Quà này không đơn giản. Nên những cái người mà lễ với Quan Âm chuyến này chuẩn bị đi. Không mà bây giờ là mấy bà chuẩn bị rồi đó quý vị ơi. Là trưởng đoàn đồ là bắt đầu là bà kêu gọi rồi tứ tung lang thang chuẩn bị xe cộ rồi đó. Hai tháng mấy ngày nó tới rồi. Hai tháng mấy ngày nó tới quý vị. Mà với Quan Âm xong là lê quay tới tháng 7. Mùa Vu Lan. Nào, mùa Vu Lan đã đến. À, năm nay nghe với Quan Âm Vu Lan bao nhiêu chúng sanh về tụ tập. Bây giờ cái quan trọng nhân đức mà tính quan trọng nhất là gì? Làm tượng Phật. Nhắm mục tiêu làm tượng Phật. Làm tượng Phật cho nhiều. Tượng Phật làm cho đẹp. Bây giờ tổng cộng là có 10 chỗ làm tượng Phật. 10 chỗ làm tượng Phật. Nó phải làm tượng Phật một mẫu tượng cho đẹp. Nó từng nhà có tượng Phật. À, từng nhà có tượng Phật. Tối là một cái nghe. Bao nhiêu ngàn ngôi nhà cùng niệm Phật. Trên cái quả địa cầu này bao nhiêu ngàn ngôi nhà đang niệm Phật Di Đà. Đúng không?
Mặt thầy thầy niệm, mặt trò trò niệm. Còn mặt ai không niệm thì thôi. Đúng quý vị. Nhớ nghe cái câu vật hiệu này phải nắm nghe quý vị. Phải nắm cho chắc. Bỏ câu vật hiệu này cứ như là chết, không biết đi về đâu. Nghe chưa? Không biết đi về đâu. Nó tương lai vì tại nhà cũng niệm Phật được luôn. Nhớ cái phương pháp tu này phải nắm cho chắc. Phương pháp tu này nghe chưa? Nắm cho chắc. Nó sau này những cái gì đi chăng nữa, cái cách tu này phải nắm cho chắc. Tại vì sao? Cái cách tu này nó hay quá. Quá hay luôn. Mình dù bị tai tiếng gì đi chăng nữa mà cái cách tu là cái cách tu số 1. Tu đi cứ gì mà tu. Nó nhớ kỹ nè. Tông chỉ của đạo Phật là gì? Hiếu với cha mẹ, biết cảm ơn người, sống chân thật niệm Phật. Đó là cái đặc sắc nhất rồi. Nghe không? Đi đâu phải biết quy củ đàng hoàng, đừng có ti tiện. Muốn làm gì làm, cứ sống vậy đi. Cứ đi đâu không hiểu thì hỏi. Đúng như vậy đó, không hiểu thì hỏi, ta chỉ cho. Còn cái gì nói không biết thì không biết. Vô thang máy chưa từng bấm thì nói chị bấm giùm cho tôi tới lầu 2 cho tôi ghé. Chứ vô đó mà đã không biết, tự nhiên đứng ngay lầu 1 rồi cứ bấm lầu 1 hoài, nó không chạy. Nghĩa là mình không biết thì mình nhờ người ta bấm giùm đi. Mình quê cái gì mà quê. Còn mình vô trong nhà hàng quán ăn mình không biết gấp, mình không biết múc, không biết gắt làm sao thì mình hỏi người ta. Em lợi chị coi. Xưa giờ chị nghèo khó lắm, không có bao giờ mà vô cái quán sang trọng gì đâu em. Chị cái món này ăn làm sao cho nó phù hợp. Người ta không có cười mình mà người ta cảm thấy người ta thương mình. Chứ mình ra vẻ không biết ăn mà gấp tầm bảy tầm bạ. Cái rau này chấm cái này mà đi chấm cái này. Còn cái này bỏ vô cái tô này mà lấy cái này bỏ qua cái nồi này. Tôi nói trời cái bà này bà ăn nhưng mà lộn xộn xì gò ngầu hết trơn. Tôi lỡ nói chị. Cái món ăn này nó ăn không phải phù hợp gì chị ơi. Cái món này nó phải chấm cái này nó bỏ vô cái này nè chị. Tôi thích. Tôi thích. Có nghĩa là ý thích mọi người khác nhau. Tôi thích ăn vậy đó. À còn chị, còn cái món này là nó phải cắt gì nè mới ăn chị. Tôi không thích cắt. Từ đó tới giờ tôi không thích cắt. Tôi chỉ thích gấp thôi, không thích cắt. Không phải tôi không biết, nhưng mà là tôi không thích cắt thôi. Quý vị thấy không? Cái này là cái mà dạy khờ. Nên mình không biết thì nói là không biết đi. Quê thì nó mình quê đại ai mà cười mình. Quê thì mai mốt mình hết quê, còn hơn là mình quê hoài. Không ai dạy mình thì mình mới chết. Nên bản thân mình không biết, nói đại không biết. Nó mình nói đại mình không biết đi. Mình nghèo nói đại mình nghèo đi. Nó thí dụ như bây giờ mình là người nữ đi, mà ai thương mình nói anh đừng có thương tôi. Tôi có cái bệnh, anh thương tôi sợ anh nói hẳn. Nói bệnh gì? Thôi mà nói trước đi quý vị. Để sao nó cứ gì nó bỏ hay sao? Nó tôi có cái bệnh lâu đông khó trị. Thì lúc đó mình nói bệnh gì thì mình nói với người ta cho người ta nghe. Hiểu không? Mình nói thật rồi. Ta nói cộng nhận. Hồi đó giờ mới thấy người nữ nào mà nhiệt tình gì luôn. Thôi dù bệnh gì anh cũng chịu. Đó, anh chịu mà. Ai khèo vậy? Bệnh gì anh cũng chịu hết. Đúng, mình thương liền à. Tại mình thấy người ta nhiệt tình, ta nói thẳng cho mình nghe hết. Còn hơn là mình giấu che quý vị. Giấu che về nó cũng đổ bể. Hiểu không? Thà mình nói thẳng đi. Được không được thì thôi. Còn hơn được rồi nói gì nó bỏ. Nó nên mình thà ban đầu mình nói mình quê nè, mình gì mình không biết nhiều đâu. Tôi xấu xí lắm, người tôi hôi lắm. Nói, anh chịu hết, cái gì cũng chịu. Do anh chịu nghe. Hiểu không? Mình vậy đó mà người ta thương nghe quý vị. Người ta thương á. Nó mình mà thật vậy người ta rất là thương. Chứ mình đừng có xạo. Ta không biết mà xạo làm chi. Nếu bây giờ mình thường ngày mình mang dép thấp, tự nhiên bữa này đám cưới đi mang dép cao. Mình đi cẩn thận té chết mồ luôn. Thà mang dép thấp đại đi. Nói, người ta cao nữa em. Chị ngưỡng mộ em ghê. Dáng dốc cao gáo đẹp. Chị lùn. Nó đại gì đâu mà nó. À chị này dễ thương. Thì lùn mà tâm không lùn.
Con nhỏ này cao nhưng mà tâm nó lùn, hiểu không? À, với mình lùn mà mình đi cái gì, mình đi cái gì mà mình ẻo, thì mình đi cho nó đàng hoàng đi, đi bình thường, hiểu không? Gặp người ta ẻo cũng ẻo theo, nó không có giống ai chứ á. Nó nên quê, nó ra quê thì nó không quê, mà quê mà nó muốn mình không quê thì là quê. Nó ngộ vậy đó quý vị. Nên mình ít học mà nói mình ít học là mình là người có học. Còn mình ít học mà mình nói chữ mình xạo, tiêu luôn đó quý vị ơi. Người ta nói mình chết. Nên mình thôi mình ít học. Nên tôi nói tôi đâu có học gì, tôi đâu có biết gì đâu quý vị. Tôi chỉ chia sẻ Phật pháp tại quý vị ngồi thôi. Chứ sao giờ quý vị? Thì bây giờ tôi rủ thì tôi rủ rồi, nhưng mà bây giờ quý vị chịu ngồi mới là quan trọng chứ. Chứ rủ thì cũng nhiều người rủ mà người ta đâu có đến. Mà sao tôi rủ người ta lại đến? Chứ đâu phải là tôi nói tôi là người có học thức nhiều nhiều, tôi quyên bác gì đâu. Đâu có đâu chàng. Đâu biết. Lên thì giờ người ta ngồi, người ta nghe thì tôi phải nói. Rồi tôi nói một chút tôi quên thì tôi kể chuyện. Kể chuyện chứ tôi nhớ đoạn nào tôi nói nữa. Mình nó thật sự mà nói sầm phức quý vị. Sầm phức là giống như nó là liên hoàn gom lại, chứ nó không phải là mở bài thắng bài kết luận. Mình có những lúc thì mình vô mình kết luận luôn, rồi một chút mình lại mở bài. Nên nó làm cho con người người ta thấy nó lạ lạ và hứng thú quý vị. Con người bây giờ ta thích lạ vị ơi. Chứ nếu mà theo quy tắc đó, thì người ta thấy sao nhàm quá bình thường. Nên những đức mới vô có những lúc kết luận luôn. Tại vì sao những đức nghĩ rằng có những người người ta không có kiên nhẫn nghe pháp. Nên vô thôi kết luận đại nó có kết quả. Ừ quý vị, mới vô kết luận liền nó mê. Mới vô kết luận, những đức biết quý vị. Mới vô kết luận liền nó nói công nhận cái pháp này thù thắng. Nó nghe chút xong nó nói ủa sao mở bài trời. Mở bài, mở bài chút cái thăng bài. Ở cuối cùng nó kết luận lại. Nhưng nếu kết mới đầu mà mở bài con người ta nó không kiên nhẫn quý vị ơi. Nó thấy rền rà quá. Nó có những khi mình viết văn mà có người hồi xưa quý vị không? Viết mà tả mà từ cái cổng chùa, mấy cái cổng trường đi vô tới cái trường. Con người bây giờ nó không có chịu nghe cái cổng đâu, nó muốn cái ngôi trường là sao chổng á. Trước nhất mình nói ngôi trường đặc biệt vô cùng. Ngôi trường quá đặc biệt, nó bị thu hút. Thu hút nó công nhận ngôi trường đẹp thiệt. Mình phải vô đó mình coi thì mình đưa nó vô đó xong mình mới mở ra. Mở ra cái cổng trường sao. Rồi cái cổng trường sao, cái đoạn đường đi vô cổng trường sao. Rồi lúc đó mình sẽ cho nó vô trường lại. Thì lúc đó nó chịu vô trường. Người giờ rất là lạ quý vị ơi. À, bởi vì thầy giáo cô giáo bây giờ mà giảng dạy mà thu hút á, là phải cái cách giảng dạy nó phải làm sao mà sống động. Chứ nó đừng có bị chết cứng. Chết cứng là nó chìm ấy quý vị. Nó chìm rồi thì thua. Chìm là thua. Hiểu không? Đó, nên cái cách nói này quý vị thấy nó lạ không? Lạ không? Mà lạ mà thích đúng không quý vị? 1 tiếng 40 phút rồi. Không đơn giản. 10 giờ, nãy 8 giờ rưỡi quá. 1 tiếng 40 phút không? Đó, từ buồn ngủ hết buồn ngủ. Đạt không? Nó cái này mới là tuyệt vời nè. Đấy không? Đó. Nên là mấy thằng buồn trong tâm mấy cô nãy giờ đi ra, nó chạy mắt dép, nó ra hết rồi đó. Thằng buồn là buồn ngủ. Tao buồn ngủ đi ra rồi. Công nhận không? Nó bây giờ những đứa bắt nó hết rồi. Đưa đi giùm tao, đeo vô trong đó, vô phòng hộ niệm nghe. Cho nó hộ niệm trong đó, cho giảng sanh. Nên mấy cái người buồn ngủ á, mấy cái người buồn ngủ phải tìm cách. Tìm cách làm sao ngồi được gần đây. Để những đức tìm mọi cách làm sao những đức dụ dỗ mấy cái thằng buồn ngủ ra. Mà mấy thằng buồn ngủ mà nó đi ra rồi là mấy cô chàng ôi nó vui cỡ nào. Vì cái thằng buồn ngủ nó đi ra rồi. Chứ cái thằng buồn ngủ mà nó còn trong tâm mình là nguy hiểm, nó nghe xấu á. Thì vì biết ngủ nên nó xấu. Lúc ngủ được thì không xấu. Lúc nằm ngủ thì không có xấu. Lúc đó là tại vì mình ngủ.
Còn cái lúc mà ngồi mà ngủ nó mới xấu. Ngồi ngủ nó xấu lắm quý vị. Thì gì biết ngồi gì thì. Lúc trước tu có hai cái bà này ngồi kế bên, mà một cái bà kiêu ngạo ngồi kế bên cái bà này, bà kiêu ngạo bà ngủ. Mà đầu gấp trong kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ của kinh đây quý vị. Bà làm cái bà kia thấy bà đi ngủ khiêu quá, khiêu quá cái bà làm. Bà không có quay là cảm ơn gì chứ á. Đầu tiên thì bà tuốt cho đây gì, khiêu quá cái gì bà làm. Khiêu thêm cái nữa. Khiêu bán cái nữa, bà quay lại. Ê. Làm phiền lắm rồi đó. Hỏi sao à? Đang tụng kinh vô. Bà biết tụng mà thẳng gì là chưa vô. Mà tụng xuống tới đây nó vô. Bà biết không? Bà thấy không? Bà có thấy ai mà đứng thẳng gì mà vô nổi không? Nên tôi tụng một chút mà thu hút. Kinh giáo thu hút tôi. Tụng một chút. Hai bà cứ lộn mắc cười lắm. Tôi thấy bà nhắm mắt thì nhắm mắt nó mới vô định. Bà thấy các bậc thiền sư đa bằng ngồi thiền đa bằng nhắm mắt không, bà thấy không? Không lẽ các bậc thiền sư ngủ gục? Tôi tụng kinh mà bây giờ tôi tụng đạt tới cái trình độ mà tôi nghe được lời kinh văng vẳng bên tai, tôi đưa vào từ trong đầu truyền cả nội tâm của tôi, máu răng lời kinh luôn. Đang tụng ngon lành. Tụng ngon lành mà khiêu người ta. Kỳ cục. Nói chị ngày mai mốt nghe không? Tôi nói chị mà chị mà làm cái này tội lỗi lắm. Chị tội lỗi gì? Tôi à. Tôi khiêu người ta ngủ. Người ta ngủ tôi khiêu người ta thức dậy tụng kinh. Tôi người ta ngủ à. Khiêu người ta thức dậy tụng kinh mà tội lỗi gì? Ngủ gì ngủ? Mấy cái đứa kia nó ngủ tôi không có ngủ. Cái cách tụng kinh tôi là vậy đâu có ngủ. Chà cô bà ngồi gì mà bà nói cái cách tụng kinh bà gì? Bà kêu bà cái là bà nuốt đúng miếng rột. Hỏi bị bây giờ ngã mạng, bị kiêu ngạo, không có chịu mình ngủ, mắc cỡ. Nó gì đó mà cuối cùng quay là cự người ta. Mà cũng nhờ cái tâm kiêu ngạo đó mà cự lại về sau không dám ngủ nữa. Tại vì kiêu ngạo quá nên ngủ thì quê thiệt. Vì thấy không? Bởi vì người ta ngủ mà người ta còn không chịu người ta ngủ. Còn tôi không ngủ mà tôi làm ngủ. Mày nghĩ làm sao? Tôi không ngủ mà tôi làm tôi ngủ. Để tôi niệm Phật cho người ta nghe. Còn người ta ngủ mà người ta không chịu người ta ngủ. Mê mà không chịu mình mê. Còn người đã tỉnh thì cho mình mê vì muốn giống người. Nghe không? Tỉnh rồi mình nói mình tỉnh chứ cho nó mệt thêm. Nghe không? Mình đã được người ta thương rồi thì cái chuyện này mình cứ sống bình thường thôi. Chứ mình đi chi cầu chi nhiều cho nó mệt. Đó, nên từ nữa đó. Kế bên có nhiều bà không đơn giản. Bà ngồi bà nghe pháp bà ngu gục mình mà khiều bà cái mà. Bà làm nè. Mình vừa gặp với bà đó mình chết đi quý vị ô. Cái kiểu mà khiều qua bà nhìn mình cảm ơn chị. Được. Chứ mình mà bà mà đang gặt mình khiều bà cái mà bà quay là. Thôi đừng đụng nữa quý vị. Đụng cái nữa bà quay bà sực mình. Sực mình á. Chị lo chị nghe đi. Không biết nghe được mấy câu. Tôi á, cái cách nghe thầy giảng của tôi á, là tôi nghe tôi tích từng câu, tôi lọc từng câu. Nên tôi vừa nghe mắt tôi phải nhắm lại, tôi lấy những câu quan trọng của thầy giảng, tôi để qua một bên. Chị hiểu không?
Chứ không phải như chị nghe mà mở mắt chị vỗ tay sùm. Tôi không có cần vỗ tay, nhưng tôi để cái đầu óc đó để tôi lấy những câu quan trọng tôi bỏ qua một bên. Chị thấy tôi để cái vỏ đây mà tôi kéo cái dây nên tia ra rõ ràng, chị thấy chưa? Tại vì tôi lụm những câu hay tôi bỏ vô vỏ, kéo dây nên tia lại. Chị hiểu đâu. Hãy lo tự mà nghe pháp một mình đi. Tôi có cái cách nghe của tôi được không? Bà kêu ngạo ghê lắm chứ bà, không có đơn giản. Đụng quá là chết. Thôi gà nào ngủ gục kệ bà, đừng có đụng, đụng có được. Đụng là bà nói mình quê. Số kỳ gì cô quý trời. Ở đó trong chùa gặp hoài, cử lộn là những đức xử nè. Xử gì cái chuyện gì, ngủ gục khiều cử lộn chứ gì. Lên cử lộn hai bà nói: con không ngủ, tại sao nó khiều con? Thầy biết rằng con đang vô định mà nó khiều một cái mất định luôn. Cái chàng cũng là chàng vô định mà mất định, tôi không hiểu nổi luôn. Đã là nó đạt vô định rồi thì sanh trí tuệ rồi, thì có khiều cỡ nào cũng là định, là định, nó định là trí tuệ. Giờ tự nhiên vô định nhưng mà khiều cái mất định. Giống như thằng kia đang ngủ mà nó mê ngủ, này là kêu kia, kia nói: tao nói thiệt cho mày biết, mai mốt tao ngủ mày đừng có kêu tao kiểu này. Hỏi sao hả? Cái giấc mộng đang đẹp vô cùng. Cái giấc mộng nó quá trời đẹp, nó sắp sửa kết cuộc cái giấc mộng mà. Tự nhiên kêu tao cá giữa chừng trở về mất giấc mộng đẹp. Thì thấy chưa, ham ngủ mà nó nói kỳ cục vậy, nó trên trời dưới đất. Đang ngủ mê mình kêu tới gì đi làm, cái mày mới buồn kêu tao. Nói sao kỳ vậy? Kêu tao nha, đang giấc mộng đẹp. Mà giấc mộng gì đẹp? Sắp sửa về tới cực lạc rồi tôi. Kêu tao gớt lại đây lại. Tao mày mong có được làm gì với tao. Nghe thấy chưa? Nhiều bệnh nó bị trong chùa, cái bệnh gì cũng gặp quá. Cái bệnh gì cũng gặp quá. Những đức lệ đức nó không có mộng đẹp, mộng gì chứ. Tới giờ thức gì đi tu rồi chứ mộng gì. Giấc mộng mà không kêu chắc tới sáng quá. Thấy chưa? Chỉ những đức mới xử được thôi. Chứ không thôi là nhưng mà người khác là nói giấc mộng đẹp đó quý vị. Viên Nhật có lỡ bất kêu nó: cô mẹ kêu con tôi nghe. Hỏi sao hả? Giấc mộng. Những đức lên mộng gì? Mộng về. Lên cái điện mộng cho tôi. Lên cái điện mộng cho tôi. Nó nên đa dạng phương tiện. Cũng quay lại là cái ngã con người ta nặng quá quý vị. Cái gì cũng không có chịu mình là như vậy đâu. Nên con người không có bao giờ mà chịu mình sai đâu quý vị. Nếu con người phàm phu mà chịu mình sai không phải là phàm phu, nhưng chúng ta lại là phàm phu. Nên chúng ta không chịu mình sai là đúng. Đúng không quý vị? Mình phàm phu mà đâu chịu mình sai đâu quý vị. Nếu như mình chịu mình sai là mình sửa rồi. Nên mình không chịu mình sai đó. Nên mình là phàm phu đó. Nên phải nhớ kỹ nghe. Nên mình là phàm phu thì không bao giờ mình sai. Nên còn nếu như quý vị là người giác ngộ thì quý vị là người sai. Tại sao vị giác ngộ mà còn ở đây? Nên vì hiểu ra rồi vị là người sai. Còn người ta là phàm phu, người ta thích ở đây. Nên quý vị nói người ta sai người ta không chịu. Vì tôi thích ở đây là đúng rồi, sao mà tôi sai được? Không, tôi thích ở khỏi này. Còn quý vị là muốn đi về cực lạc thì quý vị nói bị đúng, quý vị là sai. Tại sao muốn về cực lạc mà giờ này còn ngồi đây? Nên mình sai. Nói rõ ra một câu, người ta sai cũng là đúng mà mình đúng cũng là sai. Nếu quý vị là người thật sự muốn giảng sạch, nghe không? Cứ nhận thức vậy đi. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Hay gì đâu. Hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta nguyện đem công đức của toàn thể đại chúng niệm Phật, nghe pháp, phóng sanh cũng đi thực. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an. Trên là Hòa Thượng Viện Chủ và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị.
và tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hướng cầu siêu cho cổ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và tất cả những người mắc chưa được siêu thoát. Nguyện cho tất cả quý vị được hưởng công đức này mà thần thức sáng suốt tỉnh táo, biết nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim thi như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cầu. Nguyện dị tự công đức vô cập ở nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đang ngô tình chung, ngã kim tí như cung, thử thực biến thập phương, nhất thiết hữu tình cộng. Nguyện dị tử công đức vô cập ư nhất thiên, ngã đậm dự tình giai cộng thành Phật đạo. Như đang cô hồn chung, ngã kim tí như cung, thí cô hồn cộng. Nguyện dị tử công đức vô cập ư nhất thiên, ngà đặng giữ cô hồn dây cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà vợ việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà vợ việt nhật ra hồng, bà việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh chánh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây mới an lành. Con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Quy Phật không đọ địa ngục, quy pháp không đọ ngạ quỷ, quy tăng không đọ bàn sanh. Quy Phật không đọ địa ngục, quy pháp không đọ ngạ quỷ, quy tăng không đọ bàn sanh. Quy Phật không đọ địa ngục, quy pháp không đọ ngạ quỷ, quy tăng không đọ bàn sanh.
Chúng ta đồng niệm Phật để thả chim nha. A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý an lạc quý ơi. Chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Ai chỉ đạo vào. Mong rằng những câu đoạn này là như những thông điệp chúng ta gửi đến rất nhiều người hữu duyên. Khi coi được, nghe được, cố gắng nhìn cha mẹ mình tuổi già và đến với cha mẹ làm sao để tương lai bản thân mình được con mình đối xử với mình như vậy. Hãy nhìn cái hạt giống mình trồng hôm nay để biết ngày sau mình nhận cái quả gì như thế nào. Nếu như mình hiếu với cha mẹ mình thì con mình sẽ hiếu với mình. Chùa mình nhiều người già nên các cụ ông, các cụ bà cứ mắc le rai hoài, lớn tuổi nhiều quá, 8 mấy 9 mấy, từ 7 mấy rồi nhiều, nên mỗi một người mắc những đức đến có một buổi nói chuyện, có cái anh này anh lên gặp những đức nói một câu rằng cứ các cụ trong chùa mắt thầy nói chuyện, chúng con ở ngoài có coi, coi cái tự nhiên cái viết nó đột phá vào cái tâm mình. Tự nhiên con ngồi con nhìn ba mẹ con, tự nhiên con hồi tưởng một ngày nào ba mẹ mình mất đi. Tại vì thấy các cụ ông, các cụ bà, người cha người mẹ ở đây mất hoài, tự nhiên nghĩ đến cha mẹ mình cũng sẽ một ngày nào mất đi. Tự nhiên con nhìn cha mẹ con tự nhiên ngậm ngùi cái.
một ngày nào mình sẽ xa cha mẹ mình. Nên từ nơi đó mà bây giờ phải tranh thủ cơ hội để gần cha mẹ. Còn có những người thì gặp những đức nói, có khi nghe những công đoạn gì tự nhiên Tết năm nay đúng là không có tiền gì, hoặc chuẩn bị năm sau mới về, hoặc là tháng này dự định về thăm cha mẹ mà kẹt không về. Tự nhiên là nghe những công đoạn này cái tự nhiên phát tâm về. Tại vì sao? Vì bây giờ mình không nắm bắt cơ hội để mà mình hiếu với cha mẹ, để gần cha mẹ được một chút. Thì một ngày nào cha mẹ mất đi, chúng ta không có cơ hội. Nên quý vị nhớ là chùa mình mỗi một người mất, nó có một đoạn nói chuyện. Đó là nhắc nhở cái người còn sống của chúng ta phải sống làm sao cho nó có ý nghĩa. Phải biết niệm Phật, phải tu nhân tích đức, phải làm việc thiện, để mình chọn cái đời kế tiếp của mình nó được tốt đẹp, quý vị à. Chứ đừng có gì tiền bạc vật chất mà bắt chấp tội lỗi. Cái này nó khổ lắm. Một hơi thở thở ra không hít vào, mình đâu có cầm gì theo được đâu quý vị. Nên chùa của mình, những người hữu duyên thì mình lo hết lòng. Nên những đức chia sẻ Phật Pháp, những đức từng nói rằng, dù là Phật tử ở phương xa nghe những đức giảng, mà chân thật có lòng tin niệm Phật, tự nhiên niệm Phật có Phật sắp xếp. Quý vị biết rằng là riêng bà cụ này, bà cụ không phải ở thường trụ trong chùa. Những quan nói là bà cụ lợi dự chương trình Phật đản, dự chương trình Phật đản rồi bà cụ đến chùa, bà cụ yếu mệt, cái đưa bà cụ vô vòng hộ niệm. Thì thấy bà cụ nằm vòng hộ niệm thì sắp xếp ban hộ niệm, đưa hộ niệm cho bà cụ. Hộ niệm mà một hai ngày thôi bà cụ mới ra đi. Vì thấy rằng là chính bản thân những đức có khi thấy có những người, người ta ở trong chùa mà khi người ta gần chết người ta lại đi về nhà. Còn có những người ngoài đời thì người ta niệm Phật mà gần mắt người ta lại đi vào trong chùa. Giống như lúc trước có cái câu chuyện như đức kể cho quý vị nghe mà cái cô mà cô bị bệnh ung thư, cô đến cô lại Quan Âm 2000 lại. Cô đến cô lại 2000 lại. Khi mà cô đi là cô sắp xếp con cái việc này việc kia giao phó chứ. Xong cô đến cô lại xong rồi hết trơn. Cô vô phòng hộ niệm cô nằm. Mấy cô nói ủa sao cô vô đây cô nằm. Nói là tôi sắp ra đi. Xong rồi mời thầy Những ăn vô. Bà còn đâu một hai chỉ vàng với mấy triệu. Bà nói thầy Những ăn nói gỡ cho thầy Đức giùm. Tôi có nhiêu đây thôi. Nhờ thầy phóng sanh giùm cho tôi. Xong cái càng ngày bà yếu cái hộ niệm cho bà. Cái bà ra đi. Thì thấy rằng có những người quý vị thấy niệm Phật, họ có một cái nhân duyên Phật sắp xếp đưa đẩy cho họ được lợi ích làm sao. Nhưng Đức nói quý vị nghe, mình mắc ở trong chùa mà nguyên một cái hội chúng này mấy trăm người này, mà ngay bữa nay đưa bà cụ đi lại ngay thứ bảy cộng tu. Nó cái đã là có duyên thì duyên nó đưa đẩy tốt, đã là có phước thì phước nó đưa đẩy mình đi làm tốt. Quý vị nhớ, người có phước á, làm việc phước nó cũng gặp ngay chỗ đi làm đúng phù hợp. Người đã thiếu phước mà mình đi làm phước nó cũng gặp cái chỗ làm không đúng, không đúng nơi đúng chỗ. Nên người để có duyên nó đưa đẩy mình đến gặp nhân duyên tốt. Người đã thiếu duyên dù có sắp xếp thì nó cũng nghịch lại hết trơn. Nên nói có phước thì có phần, dù mình không cầu nó cũng có. Còn đã không có phước phần thì dù có chi cầu gì, nài nỉ cũng không được gì. Nên nhà Phật nói gieo nhân gặt quả, mình phải tin chỗ này. Nên mỗi một con người còn cha mẹ, đừng bao giờ nói bận quá, bận quá thời gian. Để một ngày nào cha mẹ mình chết đi, bản thân mình sẽ hối hận lắm. Mình sẽ mong là cha mẹ bây giờ sống lại, con sẽ sống đến với cha mẹ nhiều hơn. Con người ta ưa bị cái bệnh gì đó quý vị, nhớ kỹ. Nên những người già mà đủ duyên đi đến chùa mình ở tu cũng là rất có phước. Vì tuổi già nó có hoàn cảnh này quý vị.
Có khi những đức mà đi qua bên đây mà thấy buổi chiều mấy bà cụ già bà đứng bà coi thả diều, mình thấy tuổi già mà gì là quá an nhàn mấy vị, không cần bận tâm lo âu. Mà nhìn các cụ già trong chùa mình rất là sáng sủa. Vì sao các cụ có lam lũ cái chuyện mà làm này làm kia nhiều, mà các cụ đa phần lên chánh điện niệm Phật và hướng thượng không? Từ nơi đó mà nhìn các cụ sáng sủa thì nhìn rõ ràng luôn. Các cụ trong chùa mình sạch sẽ sáng sủa, nhìn thấy không có như cái lứa cái tuổi của các cụ. Có nhiều cụ mà bà tám mấy tuổi mà mình nghĩ bà chừng sáu mấy bảy mươi tuổi. Tại vì bà trong chùa thường xuyên niệm Phật, thêm nữa không có cái việc bận tâm nặng nề lo âu. Rồi nghe những đức giảng thì bà bào mòn cái tâm bà này tâm kia của bà hết. Nên đó là cái tuổi già rất là có phước, mình mới được ở trong một cái nơi mà lo lắng cho mình về mặt tâm linh gì. Và khi yếu một cái là được niệm Phật hỗ trợ, có người nhắc nhở mình. Mang cái thân ở cõi này là khổ lắm, chỉ có gì cực lạc mới hết khổ thôi. Nên mỗi một người phải nhớ kỹ, ở cái cõi này nói hưởng thụ chứ hưởng thụ được bao nhiêu thời gian. Nếu như ở cái cuộc đời này mà làm được những việc ý nghĩa thì cũng đã quá mừng rồi, đỡ làm điều tội là cũng mừng cho mình rồi. Chứ nếu mà nói về hưởng thụ, ở cõi này mình không hưởng thụ được cái gì bao nhiêu thời gian. Nó vui thì không bao nhiêu mà khổ đau thì nhiều. Chính bản thân những đức từ khi gặp Phật Pháp tới giờ, nhờ gặp Phật Pháp những đức mới vui nhiều, mới có nụ cười nhiều. Chứ nếu không gặp Phật Pháp bây giờ nó hô cỡ nào. Nó từng nơi đó mà, nhờ gặp Phật Pháp mà cho mình được niềm vui này. Và cũng nhờ gặp Phật Pháp mà mới lo được cho bao nhiêu người già. Rồi có một cái tổ chức anh em kết hợp với nhau. Rõ ràng quý vị ơi, mình hướng thiện thì nguyên một cái dàn thiện nó đến gặp mình. Mình mà làm ác thì nguyên một dàn ác nó gặp mình. Giống như câu chuyện như Đức kể, cái người bạn này phản bội người bạn này tức quá định qua giết người bạn này. Mà dao cầm dao qua giết. Thì vị này, ông tu thiền định, ông nhập định, ông thấy người này cầm dao qua định giết bạn. Thì nguyên một đoàn người ở phía sau là giống như là cô hồn quý vị, hung dữ bạo ngược đi theo phía sau đông lắm, hô hà lên giết đi, giết đi, giết đi. Người bạn này qua tới nhà thì lúc đó nghe mẹ của người bạn mà định mà bà bị giết này nè, than thở, rồi vợ con đồ khổ. Người bạn này nói rằng nếu bây giờ mình giết thằng này thì cha mẹ rồi vợ con nó làm sao, thôi tha thứ cho nó đi. Thì khi ông tha thứ ông trở về thì vị thiền sư này trong định thấy rõ ràng là nguyên một đoàn người đi theo mà toàn là người hiền hậu không. Lúc ác thì nguyên một người dàn ác đi theo, lúc thiện thì mắt tiêu người ác hết mà thiện đi theo rất là đông. Nên những đức nói với vị nghe, đừng có bao giờ buồn khổ cái gì mà nói lên cái câu rằng tôi buồn quá tôi uống thuốc sâu tự tử. Đừng có nói cái câu này nghe. Hoặc tôi buồn quá tôi thắt cổ chết. Tôi buồn quá tôi nhảy cái xe đụng. Tôi buồn quá tôi nhảy xuống sông. Đừng có nói câu này. Khi bị vừa nói câu này là những cái nghiệp chết đó đã biết rồi. Biết con người này có tâm niệm này. Khi họ đã biết mình có tâm niệm này, bắt đầu là họ đến gần. Họ đến gần cái lúc mà mình đang buồn là họ giục mình. Nó khiến mình phải nghĩ đến cái điều này. Và tự nhiên cái cảm giác như thắt cổ là điều nhẹ nhàng. Uống thuốc sâu là như uống cà phê. Nhảy ra cho xe đụng như là được đi trên mây mát mẻ. Nó không có cái gì sợ hãi. Nó khiến mình phải vậy đó để mình chết. Nên đừng bao giờ cái miệng mở ra mà nói tầm bậy. Cái việc mà tôi phải chết, tôi này tôi kia. Nói đó là cái cảnh giới đi theo mình rồi đó quý vị. Đó nên một cái điều mà có cái tâm xấu ác là cái cảnh giới xấu ác đi tìm mình. Có người có tâm thiện thì thiện đi theo mình. Như những đức phát tâm nuôi người già thì bao nhiêu người trẻ đi đến gặp những đức để cùng nuôi người già. Những đức làm tượng Phật thì bao nhiêu người chúng ta làm tượng Phật. Những đức làm máy niệm Phật tặng người ta thì bao nhiêu người là cùng chúng ta làm máy niệm Phật tặng người ta. Thấy chưa? Nếu như bây giờ mà mình nghĩ mình đi làm ác là bao nhiêu người ác sẽ đến tìm mình. Nên cái ác nó đẩy mình vô đường ác, cái thiện nó đẩy mình vô đường thiện. Còn người niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về cực lạc. Này quan trọng dữ lắm quý vị ơi. Nên tất cả những người con còn cha còn mẹ ngoài đời, cố gắng dành chút thời gian thêm nữa để đến với cha mẹ mình đi. Đừng có đợi khi cha mẹ chết đi chúng ta mâm cao khổ đầy cúng kiến, khóc lóc kêu gào,
Đó chỉ là cái việc làm đẹp mắt người đời thôi, nó không có thật chắc chút nào. Nên một người mắt là cảnh tỉnh mình sẽ chết. Thật sự mà nói, cuộc đời của người chúng ta một ngày qua đi là chúng ta cặn kề với phần mộ rồi, nhất là tuổi già như các cụ sống bữa nay, chưa biết tối đêm nay như thế nào. Đừng có nói tối hôm nay, cái chừng một chút không chừng. Mới có làm đám cho một bà cụ hôm qua bên Đại Tùng Lâm, thì bữa nay bà cụ bên đây, thấy không? Nên ngày mai không biết bà cụ ở bên nào. Vì coi chùa mình từ Hộ Pháp, Đại Tùng Lâm, Đạo Tràng Ba, trước cổng chùa Đại Tùng Lâm, Bảo Tháp, đều là người già rất là nhiều. Vì coi già đi lang thang ở bên Hộ Pháp hộ niệm cho bà cụ mấy ngày nay. Bà cụ ở trong chùa cũng tính ra 8-9 năm. Quý vị biết, bà Vi nói bà già sưng chân cẳng, bụng to lên nhưng mà không đau, ngộ ghê. Đây là cái việc công đức niệm Phật, những đức nó công nhận là thù thắng. Sưng chân cẳng là hết trơn, bụng to lên mà không đau gì hết. Ngồi niệm Phật bình thường, ngồi sáng như đức vô thắm. Nên mình đi thăm các cụ già, mình đi đến một cái chùa nuôi người già, mình đi thăm các cụ già là mình nhìn cái tuổi già của mình. Có đâu phải người già nào cũng là ít học, đâu phải người già nào cũng nhà nghèo đâu. Nhưng có khi đến tuổi già, con cái lại lo bận biểu công chuyện, ở nhà thì quá buồn, có khi cũng muốn tìm đến ngôi tam bảo. Già thì cũng chơi với già, trẻ thì cũng chơi với trẻ. Đó. Nên từ nơi đó mà họ tìm đi đến đây, họ sống đông dữ như vậy. Ngôi chùa bên đây bây giờ chỗ ở đang bị chặt, sắp sửa hết chỗ ở rồi. Trong khi việc có nhà 4 tầng không, lúc trước các nhà 4 tầng, bà Thượng cắt như Đức nói, bà Thượng ơi, cắt chi nhà 4 tầng dữ, bà Thượng cắt 2 tầng thôi. Bà Thượng nói người sanh đắc không sanh. Từ nơi đó mà 4 tầng tưởng đâu chưa ai ở đâu, đầy ơi, mới có một năm mấy tháng thôi đầy hết trơn cái ngôi chùa. Bây giờ mỗi ngày ở đây khoảng 800 người ở đây, bị nghĩ đi đó. 800 người ở đây Đại Tùng Lâm bữa nay thiệt là đông người luôn đó. Bây giờ đang cắt cái đầu chàng 4, tương lai người già được ở cả ngàn người. Chàng 4 này thì ở đông, tại vì tới 6 dãy nhà. Hiện tại là đã đào 6 cái móng rồi, 6 dãy nhà, dãy nhà 4 tầng là cái đầu chàng 4 này ở rất là đông. Nó nên từ nơi đó mà mình thấy rằng cuộc đời mình nhờ gặp Phật Pháp mà mình sống những ngày tháng rất là ý nghĩa. Nên mong rằng ai coi những công đoạn này gì, tự nhiên nhìn cha mẹ của mình đi, rồi một ngày nào cha mẹ mình cũng vô quan tài thôi. Bản thân chúng ta có khóc lóc cỡ nào cũng là đã qua rồi. Bây giờ còn sống thèm cái gì cho ăn đi. Có bạn mai vụ đồ nào đẹp thì cho cha mẹ bạn đi. Không phải cha mẹ cần cái đó quá đâu quý vị à, mà là vì thấy con mình còn nghĩ đến mình. Cái tấm lòng làm cha làm mẹ mà thấy con nghĩ đến mình là trong lòng vui. Còn thấy con mà quên mình buồn lắm. Nó nên từ nơi đó mà người già bây giờ buồn lắm. Có khi ngồi trong hõm, hoặc là làm việc nhà cho con, tới tháng con cho vài trăm ngàn. Đừng có nên làm điều này nghe quý vị. Tặng tiền cho cha mẹ là tặng tiền, cúng dường cho cha mẹ là cúng dường. Chứ đừng có đợi mỗi tháng thêm tiền đưa cho cha mẹ. Không khác là mình mướn cha mẹ rồi còn gì. Mình đi nói rằng mẹ về nhà con đi làm việc này việc kia một chút đi, mỗi tháng con gửi chút định tiền cho mẹ xài. Mình nói vậy là mình thuê cha mẹ mình rồi. Đừng có nói vậy. Cha mẹ về thích làm gì làm, tuổi già ở không hoài cũng buồn, thì thích làm gì làm. Chúng ta không nói nhất thiết là tháng nào chứ. Lúc nào chúng ta gửi tiền cho mẹ để trong túi, mẹ ơi con làm dư được chút đỉnh tiền này mẹ, ba bỏ vô túi ba mẹ, xài gì xài đi. Hoặc là thấy không có xài gì chứ á, thường á cho tiền nhưng mà để dành hoài à, sau này cái mình không có tiền khi đưa ngược lại mình. Có cái ông cụ bà cụ này, đứa con mỗi đứa nó cứ cho tiền không xài nó để dành, để dành sau này được hơn 1 tỷ bạc. Dư vàng có được tính ra cũng 5-6 cây vàng. Khi già quý vị đi vô chùa ở, biết sao? Là tiền đó chia hết cho mấy đứa con lại, và vàng đó cho mấy đứa cháu. Xong bà vô chùa bà ở. Đó, quý vị thấy cái tấm lòng cha mẹ chưa? Mình cho họ không xài, không cắt, để dành nó cuối cùng cho lại mấy thằng cháu chứ. Rồi xong vàng cho mấy đứa cháu hết. Bà vô bà gặp những đứa, bà nói rằng
con xin thầy cho con gỡ xác ở đây. Cũng đặc biệt quý vị ha. Anh từ nơi đó mà. Thôi mình cố gắng. Anh từ nơi đó mà. Tấm lòng cha mẹ đặc biệt như vậy đối với con ruột của họ. Nhưng mà có khi mình là con ruột, mà có khi chúng ta lại lo cho con ruột của mình mà quên mẹ ruột của mình. Có nhiều không quý vị? Nên nói là chưa sanh con chưa hiểu lòng cha mẹ. Nhưng Đức bây giờ nói thêm câu là bây giờ sanh rồi cũng quên luôn. Giờ sanh rồi bận quá quên luôn. Không phải là quên đũa cả nắm, nhưng mà cũng gì vì kinh tế cuộc sống bây giờ mà bận lắm quý vị ơi. Bận lắm. Nên mong rằng những công đoạn này là như những thông điệp chúng ta gửi đến rất nhiều người hữu duyên khi coi được, nghe được. Cố gắng nhìn cha mẹ mình tuổi già và đến với cha mẹ làm sao để tương lai bản thân mình được con mình đối xử với mình như vậy. Hãy nhìn cái hạt giống mình trồng hôm nay để biết ngày sau mình nhận cái quả gì, như thế nào. Nếu như mình hiếu với cha mẹ mình thì con mình sẽ hiếu với mình. Mỗi năm mấy lần đến thăm mẹ cha thì dẫn con theo. Con nhìn thấy mình đối xử với cha mẹ tốt, từ nơi đó mà con học theo. Dù không cần dạy, con cũng nhìn thấy cha mẹ của mình đối với ông nội bà ngoại, ông ngoại bà, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại tốt thì con mình sẽ đối xử với mình tốt. Cái giáo dục nó quan trọng. Nên hôm nay bà cụ bà mắc, chúng ta có đoạn nói chuyện, cũng nguyện đem công đức niệm Phật của đại chúng hồi hướng cho bà cụ. Bà cụ nương vào công đức này mà niệm Phật được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Các cụ ngồi đây, gia đình người thân mấy người ra ngoài này chúng ta phóng sanh nhé. Hôm nay đưa bà cụ Nguyễn Thị Ba lên đài quả táng. Nhà chùa niệm Phật cho bà cụ rồi phóng sanh. Và những đứa có đoạn nói chuyện, nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Cảm ơn Ngài Sĩ Chùa nên chúng ta có chỗ nương tựa tu hành. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả đại chúng và chúng sanh quả địa cầu này được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai và những người chết chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này. Và hồi hướng cho cụ bà Nguyễn Thị Ba hưởng thọ 63 tuổi. Nhờ công đức này và cụ thần thức tỉnh thao sáng suốt, nương vào bổn nguyện niệm Phật được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Yeah.
Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.